pháp như nguyên là nguyên của mình. Ở phúc lớn cao thượng xả đi tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10:30 tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, cảm ơn Vệ Ngọc cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng, Dasutta Rasutta. Ba pháp đưa đến thù thắng sẽ được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Dạ, con không có thấy được. Dạ, con xin phép được đọc bài kinh lễ bái tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh thúc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tủ trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỷ Siêu. Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Kinh Thập Thượng Dasutta Sutta. Dạ, con kính thỉnh ngài Tỷ Siêu cho con biết một tín hiệu. Dạ, theo email của con của Thượng Tọa Giác Đẳng thì là Kinh Thập Thượng ba pháp đưa đến thù thắng, mà trong cái bản Nhật Hạnh thì nó cái đề nó khác. Dạ, con bây giờ thì con cung thỉnh ngài dẫn nhập bài học ngày hôm nay và cho con biết cái đề tài nào là đúng. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học mà Thượng Tọa Giác Đẳng gửi là ngày 24 tháng 7. Xin các vị chú ý 24 tháng 7. Cô Nhật Quỳnh xem cô cái bài Thượng Tọa Giác Đẳng gửi cho cô phải là cái ngày 24 tháng 7 không? Bởi vì cái ngày 24 tháng 7 mới đúng là cái ngày mới đúng là bài học của hôm nay. Tức là Kinh Thập Thượng 307 đó. Tức là nói đến ba pháp khó thể nhập. Ngày hôm qua, xong một bài học Thượng Tọa Giác Đẳng gửi cho chúng tôi thì đúng là bài học ngày hôm nay, tức là bảy la mã. Thế nào là ba pháp khó thể nhập, rất khó thể nhập, tức là ba xuất. Xuất ly giới và xuất ly giới, tức là xuất ly khỏi các dục, tức là ly dục, xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Và pháp gì hiện hữu vô vi vô duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là ba pháp khó thể nhập. Còn cái bài mà đưa đến thủ thắng á là ba thiện căn đó, vô tham vô sân vô si, là ngày hôm qua chúng ta đã học rồi, ngày hôm qua chúng ta đã học rồi. Vậy là cô không có nhận được bài mới hả? Trong các vị MC chúng ta đó, có vị nào post bài mới lại cho cô Nhật Quỳnh được không nào? Cô Nhật Quỳnh bằng cách nào? Bằng cách nào để có bài đọc hả? Hôm nay thưa quý vị,
chúng ta sẽ học về ba pháp khó thể nhập. Tức là ba xúc ly giới. Ở trong bản dịch của từ bộ kinh bài kinh thập thử thì in sai để ba xúc yếm giới. Là sai, tức là ba xúc ly giới. Chúng ta sửa lại chỗ đó. Thì ở đây chúng ta nhiều ba sự xuất ly, bốn sự xuất ly, năm sự xuất ly, ba xuất ly giới, bốn xuất ly giới hay năm xuất ly giới đều có. Thì ở đây chúng ta đang học về ba pháp, nói ba xuất ly giới. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì có ba điều mà chúng ta cần phải xuất ly, tức là các dục sắc thinh hương vị xúc là chúng ta phải xuất ly. Xuất ly khỏi cái lòng tham ái đối với các dục đó. Thứ hai là các sắc ở đây tức là sắc tưởng chứ ngoại tưởng. Thì muốn xuất ly khỏi các cái thiền sắc đó, thì phải chứng mình trú thiền vô sắc. Và một cái nữa là xuất ly khỏi các pháp vô vi. Tức là sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt ở đây được chỉ cho Niết Bàn. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta nói theo trong chú giải thì đến cái trình độ bậc thánh mà xuất ly khỏi các dục là chỉ cho bậc A Na Hàm, xuất ly khỏi các sắc là chỉ cho bậc A La Hán đạo, xuất ly khỏi các hành, các hữu vi là A La Hán quả. Đó là ý nghĩa mà tóm tắt trình bày như vậy. Bây giờ thì xin mời cô. Không biết là cô Niệm Quỳnh kiếm bài được chưa? Lấy bài trong trang thực hành có chưa? Cô xin cô cho một tín hiệu. Mời cô đọc cho bài. Ồ, tốt quá. Mời cô Niệm Quỳnh đọc cho bài học. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư hôm nay thuyết giảng bài học này. Xin mời cô Niệm Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin đọc chánh kinh. Dạ, do con lấy bài trước thì Thượng tọa Giác Đẳng chưa gửi lại bài mới nên con đã sai. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin đọc chánh kinh ạ. Kinh Thập Thượng Đa Xuất Tá Rá Xuất Tá 3.7. Ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp có nhiều tác dụng. Có ba pháp cần phải tu tập. Có ba pháp cần phải biến tri. Có ba pháp cần phải đoạn trừ. Có ba pháp chịu phần tai hại. Có ba pháp đưa đến thủ thắng. Ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp cần được sanh khởi. Có ba pháp cần được thắng tri. Có ba pháp cần được tác chứng. Đọc hơi nhỏ hả? Dạ, để Nhật Quỳnh chỉnh thêm. Cảm ơn. Dạ, có lẽ là Nhật Quỳnh chưa đủ hơi. Dạ, cố gắng vào rung thôi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ,
Cảm ơn Dung Nguyễn rất là nhiều. Dạ, Dung Nguyễn nghe được chưa? Dạ, con tri ân Ngài. Katame tayo thamma đức pati quýt chi hà tisso nít sarani ya tha tu yo kama na me tăng nít saranang ya đi đăng nét khăm măng su ba na me tăng nít saranang ya đi đăng a ru bằng dằn khô bánh na kinh chi phù tăng sàn khắp tăng bát tích cha sa múp bàn măng đi rồ thồ ta san nít sana răng sana năng y mề ta dồ thầm mà đúc bát ti quyết cha. Vậy là mà thế nào là ba pháp rất khó thể nhập? Ba sức yếu giới, sức ly khỏi các dục, tức là ly dục, sức ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc, phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi do duyên khởi, sự sức ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Đó là ba pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp bảo của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn. 78. Ba pháp khó thể nhập. Đức Bati Quyết Cha Thầm Ma. Đây là ba pháp sức ly. Nisarani Yatha Túc. 1. Sự sức ly các dục. Kama Năng Nisaranang là pháp ly tham dục, là định trong thiền sắc giới. Vì câu nói sơ thiền là định sanh do ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng theo chú giải nói sự xuất ly các dục một cách tuyệt đối, phải là Anaham đạo, Anaga, Imago. Vì thánh đạo này, dứt tuyệt dục ái, Kamaraga. 2. Sự xuất ly các sắc. Rupa năng nissara năng là pháp ly tất cả sắc ái, sắc tướng, là chỉ cho thiền vô sắc. Nhưng theo chú giải nói sự xuất ly các sắc một cách tuyệt đối, đó là A-la-hán đạo, A-ha-ra, A-ha-ra, Hát-tăng, Mắc-gơ. Vì thánh đạo này tuyệt trừ sắc ái, ru ba ra ga vân vân. 3. Sự xuất ly hành san khát tát san nít sa rắc năng là pháp lìa sự hiện khởi của pháp hữu vi. Theo chú giải nói sự xuất ly hành là pháp động diệt ni rô tha mọi duyên khởi pháp hữu vi, tức là niết bàn, cũng ám chỉ đó là A-la-hán quả, A-ra-hát, Tắp-lá, A-ra-hát, Tắp-hát-lá. Vì khi thánh quả này khởi lên thì Niết Bàn hiển lộ. Nam-mô-bút-tha-yá. Dạ, đạo tràng, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Bữa hôm nay thì chúng ta học ba pháp khó thể nhập, Đức Tất Tí Vích Cha, Thầm Ma. Thì chúng ta biết rằng đối với pháp của Đức Phật,
Hay là chúng ta nhìn vào bản bản niêu đó, thì chúng ta thấy có những tâm mà được gọi là dục giới, như là 54 tâm dục giới. Thì chúng ta cũng thấy có những tâm sắc giới, như là 15 tâm thiền sắc giới. Và chúng ta cũng thấy có vô sắc giới, là 4 tâm thiền vô sắc. Và chúng ta cũng có thấy 40 tâm siêu thế. Thì buổi hôm nay đó, những cái tâm này á, nó sanh lên á, nó cực kỳ là khó, cực kỳ là khó. Nên chúng ta gọi là ba xuất ly, ba cái pháp khó thể nhập. Khó thể nhập, và khi chúng ta thể nhập á, thì chúng ta có những cái năng lực. Những cái năng lực này đó, thì chúng ta biết rằng cái năng lực mà những cái người dục giới không có. Những người dục giới, mình nói đây là những người phàm mà dục giới đó, mà không có đắc thiền là không có cái trạng thái này. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với những người đắc thiền có thể nhập thiền được 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Chính ngoại đạo nói rằng vua Pasenadi Kosala đó hạnh phúc hơn Đức Phật. Đức Phật ngày mới nói vua Pasenadi có thể ngồi yên như vậy đó 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Chứ đến 12 giờ hoặc là 10 giờ hoặc là 5 giờ hay là 1 giờ thì ngoại đạo nói là không thể nào được. Thì Đức Phật ngày nói rằng ngài có thể ngồi như vậy đến 7 ngày, có thể nhiều hơn nữa, với thuần tịnh một cái loại ly dục, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì lúc bây giờ đó, ngoại đạo tán thán Đức Phật. Thật sự là Đức Phật là hạnh phúc hơn như Vipassana. Nên ba cái pháp khó thể nhập này đó, là khi mà chúng ta thể nhập được đó, thì chúng ta sẽ có những cái mà chúng ta gọi là những cái pháp đặc biệt. Mà những cái pháp đó đó, nó trải qua cái lộ trình tâm đó. Lộ trình tâm chúng ta gọi là chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tộc. Chúng ta từ cái tộc dục giới mà chúng ta có thể chuyển qua cái tộc sắc giới, hoặc là chúng ta chuyển qua cái tộc vô sắc giới, hoặc là từ cái người luân hồi sanh tử chúng ta chuyển tộc thành cái bậc thánh, bậc thánh, có nghĩa là từ phàm mà chuyển sang thánh. Như vậy những cái pháp này rất là khó thể nhập. Chúng ta quen sống trong cõi dục, nên chúng ta nghe nói về có một pháp chúng sanh duy tồn do vật thực đó. Ở trong đó có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì chúng ta cũng vẫn biết rằng đối với cái tư niệm thực đó, là cái sở hữu tư tạo nghiệp để đưa sanh lên cõi trời Phạm Thiên, sắc giới hay là vô sắc giới. Hay là sở hữu tư này hợp trong tâm siêu thế đó, thì chúng ta lại chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta vượt khỏi luân hồi sanh tử. Như vậy thì rất là khó để mà sanh khởi, vì chúng ta luôn sống trong cái luân hồi. Chỉ có những bậc thánh, chỉ có những người chứng thiền, chỉ có những người từ bỏ những cái dục lạc để sống độc cư thanh tịnh. Sống độc cư thanh tịnh là sống để tu tập thiền định, thì người này mới được cái pháp thù thắng này, nên mới gọi là pháp thù thắng. Pháp thù thắng là cái pháp này có trong người nào thì người này sẽ là được Đức Phật, các bậc thánh, được chư thiên họ biết được và họ ái kính những người này. Vì những người này không còn giống như là cái người ở cõi dục, mà họ có thể cái tư tưởng của họ đó luôn luôn lúc nào cũng bị sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Những cái dục mà gọi là sắc á, trong sắc pháp á, nó làm cho họ bị đắm nhiễm. Và những người đắc thiền á, thì chúng ta thấy rằng ly dục á, thì họ chứng được á, những cái thiền sắc, sơ thiền. Và sơ thiền sắc giới đó thì chúng ta thấy rằng là sự xuất ly các dục bậc thấp. Chúng ta thấy như trong bộ Patthisamvita Magga, cái bộ thanh tịnh đạo, cái bộ thanh tịnh đạo và cái bộ vô ngại giải đạo đó, cũng có nói lên đó, những cái sự từ thấp đến cao, cái nghĩa là cái sự xuất ly từ từ đó. Chúng ta thấy rằng ở trong đó có mô tả cái sự xuất ly các dục bằng việc chứng được cái thiền sắc. Bởi vì cái thiền sắc á, nó khả năng ly dục vì cái chi định, quý vị. Bởi chúng ta thấy rằng một người có định sơ thiền đó thì họ có tầm tứ hỷ lạc xả và định.
Như vậy á, thì cái chi định á, nó đè được cái tham dục cái. Thì cái tham dục cái có nghĩa là chúng ta thích những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Nhưng mà vị chứng sơ thiền đó thì họ không có ưa thích những cái dục này nữa. À, nên trong kinh Bổn Sanh nó có câu chuyện của một vị vua. À, cái vị vua này khi chứng được sơ thiền rồi đó, thì vị này chỉ ra ngoài rồi dùng vật thực xong rồi vô trong cái thất liêu của mình, giống như cái chỗ mà vua để tịnh tọa vậy đó, vua chỉ ngồi tu thiền thôi. Cho đến trong kinh mô tả là những vị hoàng hậu á, những bà mệnh phụ phu nhân, những bà cung tần phi nữ trong hậu cung của đức vua đó chịu không được, nên những cái người đó họ mới mới đi tìm những người tể tướng, những người quan cận thần ở trong cung, mà những người nào thường lui tới lai vãng đó, họ quan hệ tình dục với những cái người này. Nhưng mà khi đức vua biết á, đức vua cũng vẫn bình thường thôi. Đức vua nghe các quần thần nói như vậy, đức vua cũng bình thường. Và đức vua không còn tha thiết đối với sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục. Khi mà chứng thiền đó, cái tâm thiền nó mang lại cái sự an lạc. Cái tâm thiền nó mang lại cái sự an lạc. Nên khi mà ly dục á, là vị này muốn nói rằng cái chi định đó, nó đè được cái tham dục cái. Cái tham dục đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc. Đối với cái sắc, mà dưới sắc á, bởi vì sắc với cảnh sắc, tay cảnh thinh, mũi cảnh khí. Mà ở đây chúng ta nói, chúng ta không nói đến những cái đề mục thiền, vì đề mục thiền cũng là sắc. Nhưng mà cái sự sắc này, xuất ly các sắc ấy, là muốn nói đến sự cao hơn, nói về những cái phiền não. Cái phiền não là gì? Ví dụ chúng ta thấy rằng thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, đó là tu đồ quần xuất ly. Tu đồ quần xuất ly được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hay là tư đà hàm thì làm giảm nhẹ dục ái và sân. Như vậy á, thì bị anaham á, diệt được dục ái và sân. Như vậy cái dục á, mà trong dục ái đó thì muốn nói đến vị thánh anaham. Nếu mà xuất ly cao á, mà xuất ly những cái pháp mà thù thẳng hơn á, những cái pháp mà khó thể nhập hơn, mà vị này thể nhập lên cao á, thì chúng ta hiểu đó là những cái vị anaham. Vì vị anaham á, nếu mà không chứng được được ngũ thiền sanh về cõi tịnh cư thiên đó, thì vị này cũng vẫn sanh lên cõi sơ thiền. Vì chúng ta biết là 11 cõi dục giới là được gọi là cõi dục, dục giới. Vì vị này xuất ly dục thì vị này phải sanh lên cõi sắc. Xuất ly dục và vị này phải sanh lên cõi sắc. Nên vị này sẽ sanh lên ba cái cõi sơ thiền: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Chúng ta thấy như Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý đó. Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý. Hoặc là chúng ta nghe cái vị Phạm Thiên Kha Ti Ca Lá. Trong kinh Trung Bộ đó có cái bài kinh Kha Ti Ca Lá Sutta đó, thì nói đến Bồ Tát Chô Tí Ba Lá và cái thanh niên Khatikara trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Và vị này đã chứng đắc được Anaham, đã từng rủ Đức Bồ Tát Chô Tí Ba Lá là tiền thân của Đức Phật đi vào để nghe Đức Phật Kassapa thuyết pháp. Và vị này đó là vị Anaham nên ăn một ngày một bữa, lánh xa những cái dục. Và lúc bây giờ Đức Phật Kassapa đó, ngài coi cái người thí chủ đặc biệt này, đó là thanh niên Khatikara, tuy rằng rất là nghèo, nhưng mà thanh niên Khatikara đó làm một cái nghề mà quý vị thấy nó rất là khó khăn, nhưng mà vị đó vẫn làm cái nghề đó, là đi lụm đất mà từ những con thú nó đào á. Chúng ta thấy những cái bờ ruộng, những con chuột, những con chồn hay là những con heo nó ủi cái bờ đó, dăng đất lên, thì vị đi lụm đất đó, lụm đất đó. Bởi quý vị biết đào đất sẽ có những con vật nó chết, nên vị này đi lụm đất mà những con thú nó ủi dăng lên á, từ cục như vậy. Những vị này lụm, vị thanh niên Khatikara lụm đem về, nhồi nắng, rồi làm ấm, làm bình, làm thao, làm lò, làm lu, làm hũ, rồi á, làm thành những cái đồ gốm đó, đem ra để ở trước nhà mình đó. Ai đi ngang á, cần cái gì thì lấy cái đó. Và khi lấy cái đó đó, họ để lại gạo, đậu, mè, muối, nước tương, nước mắm, đồ ăn. Thì cái thanh niên Kalikara này đó mới lấy những cái đồ đó đó, do người ta lấy bình ấm lưu hũ gì đó, chum thao gì bằng đất á, mà vị này làm ra đó, thì người ta để lại những cái gì người ta thấy tương ứng, người ta để lại. Vị này mới lấy cái sự mà người ta để lại đó, cũng giống như là ta trả công cho mình đó, mới đem nấu đồ ăn, nấu đồ ăn cúng dường cho Đức Phật.
và người mẹ cha mù lòa. Vị này có mẹ cha mẹ mù lòa, nhưng mà vị này đó là đi làm á, thì quý vị biết rằng đi lụm đất như vậy là rất là cực. Nên quý vị biết rằng Đức Phật Kassapa đó, ngài nói rằng ngài có một người đệ tử, một người đệ tử rất là đặc biệt, tự thân của Đức Phật đó, xuống múc đồ ăn luôn quý vị. Và mỗi lần ngài á, múc đồ ăn mà người mẹ mù lòa với người người mẹ với người cha mù lòa nghe cái tiếng múc đồ ăn á, mới hỏi ai vậy, thì Đức Phật nói rằng Đức Phật Kassapa, thì bà sa thú làm thai. À, Đức Phật thương mẹ con của con nên ngài đến, ngài xuống bếp ngài múc đồ ăn vì con mù lòa cũng đâu thấy được. À, bà sa thú như vậy, bà vui suốt một tuần lễ như vậy quý vị, bà vui đó, bà thấy Đức Phật là xuống múc đồ ăn bà vui suốt một tuần lễ như vậy. Còn thanh niên Khatikara đó mà đi về mà nghe mẹ và cha của mình nói lại đó là có Đức Phật đó, Kassapa xuống dưới bếp đó, múc đồ ăn ở trong nồi, à, ở trong nồi trong chảo đó, thì thanh niên Khatikara đó vui suốt một tháng trời như vậy quý vị, vui suốt một suốt tháng như vậy đó. Những cái niềm hỷ lạc đó, ở trong tâm của người mẹ mù lòa và cái người thanh niên Khatikara nghèo khổ, mà lúc bây giờ Đức Phật gọi là một người thí chủ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt của Đức Phật, có nghĩa là cái tiền duyên đó, nhiều đời nhiều kiếp, một cái tiền duyên rất là đặc biệt. Nên thanh niên Khatikara đó đã là vị thánh A-la-hàm, à, nhưng mà có mẹ và cha già cả mù lòa, tự thân mình đi lụm đất và tự thân của mình làm những cái món đồ gốm, rồi để ở đó ai lấy cái gì thì lấy, rồi cho cái gì thì cho, và thanh niên đó đem những cái của người ta cho đó cúng dường cho Đức Phật và nuôi dưỡng mẹ cha mù lòa. Cho đến khi mà chúng ta biết Vua Ký Kỳ á, là một vị vua, một vương quốc rộng lớn với nhiều trăm cổ xe vật thực đủ loại, đem tới nói với thanh niên Khatikara đó, bây giờ là cho nhường lại cái sự cúng dường ba tháng hạ. Thanh niên Khatikara nói thôi được rồi đại vương, hạ thần thấy đủ rồi. Có nghĩa là hạ thần mỗi ngày đi làm như vậy đó, hạ thần làm đồ ăn, Đức Phật ngày xuống ngày múc như vậy đó là được rồi. Cái này là được rồi, không cần phải 500 cổ xe của đại dương chở những sơn hào hải vị, không cần đâu đại dương. Đại dương hãy mang về đi. Hạ thần vừa lòng với những cái gì mình có và vừa lòng với cái sự cúng dường của mình với Đức Phật. À, nên quý vị biết rằng lúc bây giờ Đức Phật Kiki đó, Đức Vua Kiki đó đem 500 cổ xe đủ loại vật thực đến để xin đó, thanh niên Khatikara nhường lại 3 tháng hộ trì cho Đức Phật. Nhưng mà thanh niên thì cũng không đồng ý cái gì. Nên Đức Phật ngài mới nói với Vua Kiki đó, ngài có một cái người đệ tử nam cư sĩ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt có nghĩa là ngài tự thân xuống múc đồ ăn luôn như vậy. À, vị Phạm Thiên, vị thanh niên Khatikara này sao lại sanh làm Phạm Thiên Khatikara? À, chúng ta thấy trong Tương Ưng Bộ Kinh có nói về cái vị Phạm Thiên này. Và kể lại cái duyên trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa, ngài là Bồ Tát Chô Tí Ba Lá, còn tôi là thanh niên Khatikara. À, như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị mà đắc thiền, đắc được tam quả đó, như là thanh niên Khatikara, cũng sẽ sanh về cái cõi Phạm Thiên Sơ Thiền, gọi là xuất ly các dục, không sanh vào 11 cõi quý vị, 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Chúng ta thấy cõi vui dục giới như cõi tha hóa tự tại, cõi quá lạc, cõi đấu xuất, cõi dạ ma, cõi đao lợi, cõi tứ đại thiên vương, vị này vượt qua hết các cõi đó. Nên thường thường chúng ta thấy những cái cõi càng cao đó, thì những người phụ nữ của những vị thiên vương đó rất là thù thắng, rất là đặc biệt. Từ cái màu da, từ cái dung mạo, từ cái hạnh nết, cho đến từ cái vẻ đẹp mỹ miều, không có một cái người nào để so sánh với những cái vị thiên hậu của các cõi dục giới. À, chúng ta thấy từ cái cõi, chúng ta đừng nói cái cõi nhân loại thôi, một vị vua chuyển lưng thánh vương đó, có người phụ nữ đó, thì người phụ nữ này cái trời lạnh đó, thì rờ vào cái người phụ nữ đó ấm, và trời ấm đó, trời mà nóng đó, thì ôm cái người phụ nữ đó thì nó mát, và người phụ nữ đó lúc nào mà trong người cũng tiết ra những cái mùi thơm thoang thoảng, và người phụ nữ đó không bao giờ có cái tư tưởng ngoại tình với người khác, người phụ nữ đó lúc nào cũng thương, chỉ thương một mình chồng mình thôi. Nên đó, chúng ta thấy vua chuyển lưng thánh vương đã có nữ báo, có voi báo, có ngựa báo, xe báo, có chuyển lưng vương báo, có những hầm châu báo, có tướng quân báo,
À, như vậy thì vua chuyển lên thánh vương cũng, ở cõi dục giới cũng đã thù thắng như vậy rồi, còn nói gì cõi đao lợi, cõi dạ ma, cõi đốc xuất, cõi quá lạc, cõi tha quá tự tại, nó càng mỹ miều hơn, nó càng lộng lẫy, nó càng đẹp hơn như vậy nữa. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng nhé, vì những cái vị vua đó đó cũng bị những cái dục, mà dù là vua trời tha hóa tự tại hoặc là vua trời đấu xuất dạ ma quá lạc hoặc là đao lợi hoặc là tứ đại thiên vương thì vẫn bị những cái dục đó cột trói. Nên quý vị nhớ câu chuyện là nàng thiên nữ Rohini á, lúc mà làm phước cúng dường tăng xá đến Đức Phật và chư tăng á, nàng sanh lên cõi trời tứ đại thiên vương, nhưng mà giữa cái ranh giới của bốn vị thiên vương mà bị thiên vương nào nhìn thấy cái người phụ nữ này đó, cái vị thiên nữ này đều gọi là loạn tâm hết. Một vị diễn đạt ấy, khi Đức Trời thích hỏi này này ông gặp nàng thiên nữ đi thì ông như thế nào, thì một vị nói rằng tâm tức là trống sắp trận, cái trong tâm của mình, trong tim của mình đó, tim của mình đập mạnh như trống sắp trận vậy. Một người thì nói rằng như là nước trên đỉnh tháp, nước ở trên cái ngọn núi mà đổ xuống cuốn ào ào vậy đó. Một người thì nói giống như cờ trên đỉnh tháp. Một người thì nói rằng giống như lông gà mà đưa vô lửa. Nhưng mà Đức Trời Thích lúc bây giờ nói rằng nếu mà ta không được nàng thiên nữ này thì ta sẽ chết liền. Cuối cùng tứ đại thiên vương phải nhường cái nàng thiên nữ này cho thiên chủ Đức Thích. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với cái sắc đẹp của các vị thiên nữ đó, các vị thiên nữ có thể chinh phục được những cái vị dục giới, những vị vua trời dục giới như là vua tứ đại thiên vương, trời tứ đại thiên vương hoặc trời đao lợi. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khó. Cái pháp là gọi là khó, khó thể nhập. Vì nếu thể nhập rồi đó thì các cái hình ái, cái hình sắc mỹ miều đó khó mà chinh phục với cái tâm vị này, nếu mà vị này không bị hoại thiền. Nên chúng ta thấy rằng xuất ly các dục là như vậy, dứt tuyệt trừ dục ái là vị thánh A-la-hàm như là Khatikara hoặc là những vị phạm thiên Sahambati. Những cái vị phạm thiên mà đắc quả A-la-hàm trong kinh Tương Ưng Bộ đó, có nhiều cái câu chuyện của những vị phạm thiên. Như vậy thì cái chi phần thứ nhất chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ xuất ly các sắc. Xuất ly các sắc là gì? Chúng ta biết sắc á, dù là sắc thô như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là sắc thô. Dù là sắc tế á, như là các cái đề mục thiền. Ví dụ chúng ta thấy đề mục xanh, đỏ, trắng, vàng, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng hư không. Cho đến những vị này dùng các loại thần thông được, nhưng mà nó cũng là sắc thôi quý vị. Nó cũng là sắc. Và cái sắc này đó, nó có chia ra sắc tế và sắc thô. Ví dụ chúng ta sanh vào thai bào là chúng ta sắc thô. Chúng ta sanh qua thai bào của người mẹ vào dạ con là chúng ta sanh ra có sắc thô. Nhưng mà những vị chư thiên á, là có sắc tế. Và những cái đề mục á, thì Đức Phật cũng phân biệt ra đề mục. Đề mục á, những đề mục nào mà có thể đắc được thiền và sanh về cõi phạm thiên sắc giới, có thể vượt qua phạm thiên sắc giới để trở thành phạm thiên vô sắc giới, không có liên hệ đến sắc nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được á, những cái đề mục mà Rupa năng Nissara năng, có nghĩa là pháp nào để xuất ly các sắc, chính là vượt qua các sắc, là sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng, chứng và trú các thiền vô sắc, như là sơ thiền, như là ngũ thiền sắc giới, vượt qua ngũ thiền sắc giới đó, chứng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Khi mà ra khỏi các sắc á, thì chúng ta không còn sắc nữa quý vị. Nên khi mà không còn sắc á, là chúng ta không có bị cái sắc, dù là sắc thô, sắc tế chúng ta không có nữa. Và chúng ta chỉ còn phần danh quẩn thôi. Có nghĩa là chúng ta còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Có nghĩa là chúng ta có tâm, nhưng mà chúng ta không còn cái thân này nữa. Đây là một cái trạng thái rất là khó thể nhập. Cho đến bây giờ nếu mà nói á, chúng ta cũng không thể nào hình dung nổi. Chứ đừng nói đến đến mà chúng ta chứng được cái thiền này quý vị. Nhưng mà trong cái thời kỳ của Đức Phật có những vị đạo sĩ, có những người ít bụi trần, Đức Phật gọi là ngày quán chúng sanh để ngày độ, thì ngày cho rằng những cái người mà chứng được thiền cao đó là ít bụi trần, chứng được thiền là ít bụi trần. Tại vì bụi trần ở đây á, là một đống mà trong kinh Tăng Chi nói rằng một đống bất thiện á, là nói đến năm triền cái. Tham dục cái là chúng ta tham vào các cái dục trong cảnh sắc thinh khí vị. Rồi sân độc cái là chúng ta không vừa lòng với cảnh sắc thinh khí vị dục xúc. Rồi hôn trầm thị miên cái, hoặc là trảo hối cái,
hoặc là hoài nghi cái, đó là đóng bất thiện. Nhưng mà khi một người mà chứng được thiền đó, thì chính đó, chính là những cái thiền chi này đó, nó đã đè được những thiền cái, mà chứng được thiền sắc đó, và vượt qua thiền sắc đó, mà để trở thành thiền vô sắc đó, thì nó còn thù thẳng hơn nữa, nó còn thù thẳng hơn đối với những vị này. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng, chúng ta hiểu rằng những cái vị mà xuất ly các sắc đó, xuất ly các sắc đó, là không sanh hay là không ảnh hưởng đến sắc thôi sắc tế được, những cái đề mục thiền sắc ấy, cũng vượt qua luôn. Nên đó, chúng ta thấy một người mà khi mà muốn muốn chứng cái thiền này đó, thì họ phải thấy được sắc ấy. Dù là một người chứng được thiền ngũ thiền sắc giới nhập định như vậy, nhưng mà xả định ra cũng phải đi tìm đồ ăn để nuôi thân, rồi mắt cũng phải thấy cảnh sắc, tai phải nghe cảnh thinh, mũi phải ngửi cảnh khí, miệng phải nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc. Như vậy á, thì vị này á, thấy được cái sự hệ lụy của sắc này, vị này mới vượt lên sắc, có nghĩa là chứng thiền vô sắc với cái sự gọi là bậc thấp, chúng ta gọi là bậc thấp vì cái bậc là muốn nói đến những cái vị phạm thiên, mà phạm thiên ở đây á, thì chúng ta biết bốn cõi vô sắc có 8.000 người, một á, là hạng phàm tam nhân đắc được thiền vô sắc. Người này tục sinh nó có ba cái pháp thù thắng đó, đó là nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Như là hôm qua chúng tôi nói tóm tắt lại chút xíu về ba cái nhân á, mà gọi là ba cái nhân này gọi là pháp thù thắng đó. Là chúng ta sanh làm người tam nhân á, là chúng ta có thể sanh lên gọi phạm thiên sắc hay phạm thiên vô sắc được, hay là chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả niết bàn, nên gọi là thù thắng là như vậy. Thù thắng là mang lại những gì thù chịu, và mang lại những gì cao kết quả gọi là cao hơn. Vì một người làm vua không thể nào là người khùng khùng điên điên khờ khờ gạo cạo được. Vì cái người tục sinh làm người lạc vô nhân á, là người sanh ra làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn á, thì họ không thể nào làm vua chúa gì được hết, không thể nào làm quan quyền, không có thể nào làm người ta bầu cái người khùng khùng điên điên hay là người ngớ ngớ ngẩn ngẩn lên mà làm vua chúa hay là cử làm một cái việc gì mà để người ta tuân phục hết. Và chỉ có bầu lên những người á, tục sinh làm người tam nhân, có nghĩa là có nhân của vô tham, vô sân và trí tuệ. Người này có thể có trí tuệ sâu sắc, suy nghĩ những điều mà người khác không suy nghĩ được, nên người ta mới bầu cái người này lên làm trưởng đoàn. Người này tính toán giỏi, khéo léo tính toán, sắp xếp tính toán, khéo léo, công việc trôi chảy, nên được gọi là cái người tục sinh làm người tam nhân, có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà chứng được gọi là ba cái xuất ly này đó, cái nền tảng căn bản của những người đó là phải là người tam nhân, phải là người tam nhân, và người đó thích tu thiền, thích tu thiền cho đến chứng được thiền vô sắc. Thiền vô sắc đó là như là đạo sĩ Úc Đá Cá Ramabutta hoặc Arara Ramabutta, hoặc là đạo sĩ Asita đó, A Tư Đà đó, là những người ngay cái đương thời đó, lúc mà Đức Bồ Tát này đi tìm những người này học mà với những người này những cái thiền chứng đó, chúng ta gọi là Đức Bồ Tát. Nhưng mà sau này ngày bỏ hết những cái thiền chứng này, ngày tu lại sơ thiền hơi đề mục hơi thở, và ngày chứng đắc được đạo quả niết bàn tam minh. Như vậy lúc bây giờ mới gọi ngài là không thầy chỉ dạy, vì ngài không có y cứ vào một cái thiền của những vị đạo sĩ đương thời. Dù là ngài có chứng được những cái thiền vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ một thời gian không lâu, thì ngài chứng được cái thiền đó do hai cái vị đạo sĩ Ramabutta và Uttaka dạy đó, Alara dạy. Nhưng mà ngài đều bỏ những cái thiền đó hết, ngài tu là cái đề mục hơi thở, mà cái thở 7 tuổi ngài chứng được sơ thiền với cái cây râm á. Bây giờ ngài quay lại ngài tu cái đề mục này, nên mới gọi ngài là không thầy chỉ dạy. Có nghĩa là đương thời những vị thầy đã chạy chỉ những cái đề mục đó, nhưng mà ngài không có tu theo những cái đề mục đó, và ngài tu cái đề mục mà lúc 7 tuổi, lúc mà làm lễ hạ điền ngài chứng được sơ thiền. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị mà chứng thiền vô sắc ấy, là xuất ly cái tầng thấp, mà chúng tôi gọi là xuất ly tầng thấp ấy. Một vị thánh A-la-hán mới xuất ly cái tầng cao. Thì chúng ta biết rằng bốn cõi vô sắc ấy, có 7 hạng người, có 7 hạng người, mà một cái hạng người phàm tam nhân ấy, đắc thiền vô sắc ấy, nhưng mà rồi người này cũng bị ngoại thiền sanh xuống đó lại. Nên Đức Phật nói là ngoại đạo, họ chứng thiền vô sắc nhưng mà họ không phải giống như đệ tử của Đức Phật. Vì đệ tử của Đức Phật ấy, là những cái vị này sẽ biết được ấy, biết được cái thân kiến ấy, là cái điều kiện diệt trừ khi mà thân ngũ uẩn có. Cái thân á, sắc thân này có cái đoàn thực á, vị này biết được cái vị ngọt của đoàn thực và cái nguy hiểm của đoàn thực, nên á, cái đoàn thực để duy trì cái sắc này đó, vị này biết được cái sắc á,
và diệt được cái thân kiến ở trong cái sắc này. Thân kiến có nghĩa là cái tà kiến ngũ uẩn đối với thân. Thì vị này chứng đắc đạo quả tu đồ quần, thành đạo tu đồ quần, thành quả tu đồ quần, sanh về cõi phạm thiên vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Cõi phi vi tưởng xứ là 84.000 kiếp trên đất. Cõi vô sở hữu xứ là 64.000 kiếp trên đất. Rồi cái cõi thức vô biên xứ là 32.000 kiếp trên đất. Rồi cái cõi không vô biên xứ là 16.000 kiếp trên đất. Các cái vị thánh tu đồ quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, họ từng tự chứng lên những cái đạo cao và cuối cùng viên tịch niết bàn ở cõi đó luôn. Nên Đức Phật ngài có thể cho chúng ta biết rằng những cái vị thánh tu đồ quần quả đó, Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả và A La Hán đạo, A La Hán quả, vị đó sẽ viên tịch niết bàn ở cõi đó, không sanh lại cõi dục này nữa. Nên nó có những vị đó, có những vị đạt được cái khả năng này. Nên Đức Phật nói rằng đệ tử Đức Phật khác với ngoại đạo chỗ này. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng bốn cái cõi vô sắc á, vẫn có 8.000 người, một phàm tâm nhân và 7 bậc thánh cao, trừ là thánh sơ đạo, thành sơ quả. Thì chúng ta cũng biết rằng á, đối với bốn cõi vô sắc á, vẫn còn ba cái trong bốn pháp tu tập đó, thân quán niệm xứ, thì vị này thì không có thân thì tất nhiên là không tu thân quán niệm xứ. Nhưng mà vị này còn tâm á, vẫn còn cảm thọ, nên vị này vẫn tu thọ quán niệm xứ được. Với thọ nào vị này biết được thọ đó, tâm quán niệm xứ là tâm nào vị đó biết được tâm đó, và pháp quán niệm xứ là quán về những những cái gì còn lại mà chúng ta gọi là như là ý căn, ý thức, ý xúc, ý thọ đó, vẫn còn những cái đó, thì vị đó vẫn tu tập và vẫn chứng ngộ được những cái gì mà cần chứng ngộ, những gì cần chứng đắc, vị đó chứng đắc thêm lên, nên vị đó trở thành những cái vị A-la-hán. Như vậy á, từ cái sự diệt trừ sắc ái đó cao á, là nói đến những vị thánh tứ đạo, vị sắc na đạo sanh lên á, thì vị đó diệt được cái gì? Diệt được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Năm kiết sử thượng tầng đó, sẽ được cái sắc na tứ đạo đó sát trừ. Sát trừ cái ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, năm cái kiết sử thượng tầng này với cái thánh đạo A La Hán sanh lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngài biết được cái khi mà chúng ta chứng đắc được những cái tầng thánh, cái tầng thánh đó, ở đây thì chúng ta thấy có ba cái tầng thánh, đó là thánh đạo A Na Hàm, thì tất nhiên là phải chứng tu đồ quần, phải chứng qua Tư Đà Hàm, phải chứng qua A Na Hàm, thì mới có cái thánh đạo A Na Hàm, qua cái thánh quả A Na Hàm, rồi đến sức ly cắt sắc á, phải chứng được cái thánh đạo A La Hán. Nên thường thường chúng ta thấy rằng á, cái thánh đạo tu đồ quần nó có năm loại tuệ siêu thế. Cái tuệ siêu thế là gì? Cái tuệ đạo là sát trừ phiền não, cái tuệ quả là khinh an sát trừ, cái tuệ phản kháng phiền não đã sát trừ, đó là diệt trừ được tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi phiền não còn dư sót, có nghĩa là còn dư sót ái sắc, ái vô sắc, hay là còn dục ái và sân á, là vị thánh này vẫn biết rằng mình còn dục ái và sân, còn ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, thì cái tuệ mà phản kháng lại nó thấy cái phiền não này còn và phiền não kia đã diệt trừ rồi, và cái tuệ nữa là thấy được niết bàn, thấy được niết bàn lần thứ nhất. Nên cái tuệ siêu thế ở trong tâm sơ đạo nó có năm loại tuệ. Tuệ đạo là sát trừ phiền não, tuệ quả là khinh an sát trừ, tuệ phản kháng phiền não đã sát trừ, cái tuệ phản kháng phiền não còn dư sót, và cái tuệ nữa là thấy niết bàn lần thứ nhất. Và cũng như vậy với cái thánh đạo thánh quả thứ hai đó, cũng có năm loại tuệ nữa. Cái thánh đạo thánh quả cũng có năm loại tuệ giống như những cái thánh đạo trước, nhưng mà thay thế giữa sự sát trừ. Rồi cái thánh đạo thứ tư đó, cái thánh đạo thứ tư đó là thánh đạo A La Hán, và cuối nữa là thánh quả A La Hán. Thì ở đây á, là cái bậc đạo và quả nó chỉ có một sát na thôi quý vị. Nên thường thường chúng ta biết trong cái lộ trình tâm á, chuẩn bị cận hành thuận thứ, vũ tịnh, rồi đạo quả. Nếu một người mà tục sinh mà hữu trợ đó thì có sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ, vũ tịnh, rồi đạo quả. Thay vì chuyển tộc thì vị này đã trở thành vị thánh rồi, giờ nó làm cho thanh tịnh hơn, làm cho tốt đẹp hơn. Nên mình gọi là trong vi diệu pháp A Di Đàm gọi là cái lộ tâm, gọi là dùng cái từ gọi là vũ tịnh, làm cho nó tinh lương hơn, làm cho nó vượt hơn,
Nên cái thánh đạo A La Hán là cái thánh đạo mà qua cái thánh đạo A La Hán đến thánh quả A La Hán. Nên trong cái lộ trình đó, là bảy cái động lực nó vẫn có, nó vẫn có ba cái loại động lực đặc biệt. Cái động lực dục giới đó làm việc chuẩn bị cận hành vũ tịnh thuận thứ hay là vũ tịnh đó. Rồi cái thánh đạo nữa là thánh đạo với cái tâm đạo siêu thế, tâm tứ đạo siêu thế sanh lên. Và cuối cùng thì có hai cái sát na quả đối với người hữu trợ. Đối với người vô trợ đó không có sát na chuẩn bị thì cận hành thuận thứ chuyển tộc này gọi là vũ tịnh thì đắc được đạo quả luôn. Thì sắc na đạo có ba sắc na quả, nên cái vị mà gọi là tục sinh hữu trợ đó là có hai sắc na quả, nhưng mà vị tục sinh vô trợ được ba sắc na quả. Như vậy từng cái lộ trình tâm với tâm của Đức Phật biết được tâm vị này chứng đắc, và chứng đắc được bằng cái lộ trình nào, bằng cái lộ chứng đắc đạo nào, hữu trợ hay vô trợ, thọ hỷ hay thọ xả, những cái tâm sanh khởi, những cái sắc na tâm Đức Phật ngày với tâm của mình biết được tâm của vị đó. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với Ngài Chu Lá Banh Lá Cá đó, thì Ngài Maha Banh Lá Cá không dạy được em của mình, chỉ có 4 câu kệ và 3 thánh hạ người em không thuộc được. Nhưng mà khi đưa đến Đức Phật đó, Đức Phật này biết được có kiếp làm vua đó, lao cái khăn từ cái khăn mà vị này quán xét cái thân bất tịnh. Nên đây là cái đề mục để bị chứng đắc được đạo quả. Nên Đức Phật này đã đưa cái khăn cho Chu Lá Banh Lá Cá tự thân dò, từ cái bàn tay, từ cái khăn nó ra mồ hôi, nó tạo cho cái khăn dơ trở thành, từ cặn trở thành đen. Thì tự thân Chu Lá Banh Lá Cá suy nghĩ rằng bụi là có quế, nhưng mà thật sự tham mới là có quế, sân mới là có quế, si mới là có quế, dục mới là có quế. Vị này từng tự chứng đắc đạo quả, cho đến chứng đắc đạo quả A-la-hán với đệ nhị ý quá thông, tự một thân quá ra ngàn thân, mỗi thân không làm giống nhau. Ngày chú nguyện như vậy đó, có nghĩa là mỗi mỗi thân không làm giống nhau, nghĩa là mỗi một cái thân mà quá ra đó, ví dụ một người tụng kinh, một người tụng lực, một người tụng bài kinh sa môn quả, một người tụng bài kinh nhất thiết lộ hoặc, một người tụng bài kinh chánh, gì không có người nào đọc giống người nào hết. Nên gọi là ý quá thông á. Ý quá thông có nghĩa là quá ra hàng ngàn người, nhưng mà không người nào giống người nào hết. Ví dụ mình có thể quá ra 1000 người giống nhau, như tại thiên quá ra dơ côn cũng dơ giống nhau, múa côn thì múa múa giống nhau, nhưng mà Ngài có thể, Ngài Chu Lá Banh Lá Cá, Ngài có thể dùng cái ý quá thông á, Ngài quả là 1000 người không làm giống nhau, cái nghĩa là không người nào giống người nào hết. Và Đức Phật Ngài đã tôn vinh cái sự tu tập của Ngài Chu Lá Banh Lá Cá, Ngài mới nói giữa hội chúng là Ngài Chu Lá Banh Lá Cá đệ nhất đệ tử thù thắng về ý quá thông. Nên lúc bấy giờ đó, nơi cái nhà ông Lương Y Chi Quá Cá đó, Đức Phật Ngài đã nói Chu Lá Banh Lá Cá hãy thuyết kinh tỳ hỷ, và Ngài thuyết những cái pháp vi diệu. Và lúc bấy giờ chư tăng không có thể nào ngờ được là một người mà 3 tháng mà học 4 câu kệ không thuộc, mà bây giờ lại pháp nghĩa biện tài thù thắng như vậy. Nên lúc bấy giờ chư tăng mới 8 tháng Đức Phật mới nói Ngài Maha Bát Tát Cá mấy tháng trời mà dạy em mình có 4 câu kệ mà không thuộc, bây giờ chỉ đến Đức Phật Ngài với cái từ tâm mà Ngài giúp đỡ như vậy, thì Ngài Chu Lá Banh Lá Cá đã trở thành vị thánh A-la-hán thù thắng như vậy. Thì Đức Phật mới kể là quá khứ là do cái nghiệp là bị pháp sư rất là giỏi, và do cái nghiệp mà dạy người ta chậm tiêu, mình gọi là chậm tiêu, học hoài không thuộc á, mà cái vị pháp sư này, cái vị giáo sư này đó đã chê, và người ta buồn, người ta bỏ học quý vị, do người ta buồn bỏ học. Và do cái nghiệp đó mà bây giờ Ngài học không thuộc quý vị. Học không thuộc. Nên thường thường chúng ta thấy đối với một người có cái tuệ đó nhưng mà không có tin đó, thì cái tuệ này nó cũng rất là nguy hiểm. Cái tuệ là gì? Nhiều khi mình thông minh quá đó, mình có thể tại sao cái người ngu quá dài quá không thuộc. Nhưng mà tại vì mình tục sinh làm người tam nhân, một người thuần thuộc trong ba la mật rồi. Còn một người thì bây giờ mà tục sinh làm người nhị nhân, học 10 biết 1. Bây giờ mình muốn người đó học 10 biết 100 thì không được quý vị. Do cái nghiệp của người đó. Nếu mà chúng ta có trí tuệ mà chúng ta hiểu được cái lòng tin của Đức Phật dạy về nhân quả, về cái tâm tục sinh đó, thì chúng ta sẽ quán xét như vậy, và chúng ta không có chê cho người ta bỏ học. Nhưng mà vì lúc bây giờ chúng ta có trí tuệ, nhưng mà chúng ta có thể không có cái tin lúc bây giờ, cái lòng tin chúng ta nó không có ở trong những cái vấn đề này. Nên lúc bây giờ nó cản trở, và nó tạo ra cái việc mà sau này Ngài Chu Lá Banh Lá Cá Ngài học hoài không thuộc quý vị.
nha. Nên thường thường năm quyền, tính quyền nó phải có cái tuệ quyền làm cho nó quân bình, cái tấn quyền nó phải có cái định quyền làm cho nó quân bình, niệm quyền để kiểm soát năm quyền này. Nhưng mà nếu chúng ta không có niệm quyền, chúng ta không kiểm soát được bốn quyền kia. Vì Đức Phật này tuyên bố niệm quyền để thấy mình lúc bây giờ có tuệ quyền nhưng mà không có tính quyền, thì mình làm cho tính quyền nâng lên, thì cái tuệ quyền của chúng ta nó sẽ vững mạnh và nó không có bị trở ngại. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy như Đẹp Đa rất là thông minh, sinh năm điều, suốt đời phải ăn chay, suốt đời phải ở dưới gốc cây, rồi suốt đời lụm giải bó ma đi, mai yên đời đó là không được ăn thịt ăn cá, suốt đời phải lấy nước tiểu bọ đen để làm thuốc. Đẹp Đa suy nghĩ như vậy cũng rất là siêu đẳng. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết cái nghiệp của chúng sanh, và Ngài biết rằng mỗi người có phước riêng, và Ngài không có phủ nhận cũng không chấp nhận. Ngài nói rằng nếu mà Chư Tăng mà xuất gia rồi không có người trai tăng thì đi bát mà ăn, Chư Tăng mà xuất gia mà không có ai cúng dường cốc liêu thì ở gốc cây, ở mậu địa tha ma nơi ngôi nhà trống. Vì đời trước mình không có cúng dường cốc liêu, bây giờ mình không có phước, nên bây giờ mình đi xuất gia không ai cúng dường cho mình. Nên quý vị thấy không, Tỳ Khưu Ni mà trắc trở đó, do một điều thôi. Một điều là lúc cái Tỳ Khưu Ni quá đông á, thì Tỳ Khưu trưởng lão đó phân phát á, đều là do suy nghĩ, do mỗi người có cái phước riêng. Những cái vị kia không có nên mới trách móc là nói rằng bà Di Mẫu quá tư dị. Thì lúc bây giờ đem chuyện nó bật với Đức Phật. Đức Phật Ngài biết được và Ngài chế định cái học giới á, mà làm cho Tỳ Khưu Ni không có thể nào nhúc nhích nổi đó, là phạm một tội gì phải tính lại từ đầu, mà chúng ta gọi là sáu cái gọi là cái thức xoa mana đó. Và Tỳ Khưu Ni suốt bao nhiêu hạ đó mới độ được một người, mà trong vòng bao nhiêu năm á, thì độ được một người thôi, 2 năm chỉ độ một người, mà nếu một người đó phạm thì tính lại từ đầu. Nên cuối cùng Tỳ Khưu Ni á, cái thời bàn son đã qua do những cái học giới này, và cuối cùng Tỳ Khưu Ni phải bị mất gốc quý vị. Cho đến bây giờ quý vị biết cũng có nhiều vị muốn lập lại Tỳ Khưu Ni, nhưng mà thật sự không thể nào thành được. Vì Tỳ Khưu Ni đã mất gốc rồi, mất gốc từ thời kỳ sau Thánh Ni Sankhamitta là con của vua Asoka, sau này là không còn nói đến Tỳ Khưu Ni nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng á, cái sự đó đều là do những cái duyên, chúng ta gọi là cái duyên nghiệp của Tỳ Khưu Ni và những cái học giới được Đức Phật ban hành. Tỳ Khưu Ni tự thân nói như vậy, và Đức Phật Ngài thấy được những vấn đề đó, và cuối cùng ban những học giới đó chính là cái kẹp khóa mà khóa Tỳ Khưu Ni lại. Cho đến bây giờ thì chúng ta thấy theo Phật giáo Nguyên Thủy, các xứ quốc giáo thì cũng không còn Tỳ Khưu Ni. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu biết như vậy. Chính vì những điều này nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Ngài biết được, Ngài biết được cái sự xuất ly sắc, không còn liên hệ đến sắc. Ngài biết được cái chân tơ kẻ tóc. Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài là bậc nhất thiết chủng trí là như vậy. Rồi xuất ly các hành là gì? Sanh khá tất xá nisara năng, là pháp lìa cái sự hiện hữu sanh khởi của pháp hữu vi. Bởi chúng ta thấy rằng đối với cái bản niêu diệu pháp đó, chúng ta chia làm hai. Tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có hai, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Chân đế chia làm hai, một là pháp chân đế vô vi, phần còn lại là chân đế hữu vi. Như vậy á, chân đế hữu vi gồm có gì? Còn gồm có tâm sở hữu sắc pháp. Đó là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi, bởi vì tất cả gọi là pháp mà chia có hai. Một là pháp tục đế, 10 pháp, 13 pháp tục đế, gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Còn lại là pháp chân đế. Nhưng mà chân đế được chia làm hai, một là chân đế vô vi. Chân đế vô vi là niết bàn, còn lại là chân đế hữu vi. Như vậy thì chân đế hữu vi là tâm sở hữu sắc pháp. Đó là chân đế hữu vi. Thì ở trong đó, đó có nói đến tâm siêu thế, biết cảnh, biết bàn, nhất định. Còn lại đó thì những cái tâm kia biết, có biết thì cũng biết bất định thôi. Chỉ có 40 tâm siêu thế biết, biết bàn, nhất định. Nên lúc bây giờ còn lại những cái tâm này chúng ta gọi là cái chân đế hữu vi. Cái chân đế vi là vì các pháp này do cái sự trợ tạo, nghiệp trợ tạo, tâm trợ tạo. Chúng ta gọi là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó quý vị. Đoàn thực là chúng ta ăn vật thực để nuôi dưỡng cái thân này. Kiếp nào cũng vậy, đời nào cũng như vậy, luân hồi nào cũng như vậy. Chúng ta thấy những loài thú, những loài nhỏ đó, nó ăn rong điêu tảo, nó ăn sa cờ, nó ăn những san hô. Rồi những con cá lớn ăn những con cá nhỏ.
rồi những con cá nhỏ nữa, cá lớn bị cá lớn khác ăn, rồi cho đến những con cá nó bị người ta câu lên ăn, hoặc là những con chim nó bắt nó ăn. Chúng ta thấy có những loài chim nó lặn xuống dưới biển nó bắt cá nó ăn đó, thì nó cũng là ăn những con gì nó bắt được. Còn những con nhỏ quá thì con nhỏ phải bị con nhỏ ăn, con nhỏ nó ăn những con nhỏ hơn, và cái con lớn nó ăn những con nhỏ, và những con nào có khả năng ăn được con lớn nó ăn, cho đến con người chúng ta ăn những con cá. Rồi bây giờ chúng ta thấy hoặc là những con cá đó nó sanh lên và nó phải chết đi thôi. Nên chúng ta thấy có nhiều loài nó tự chết đó. Ví dụ như loài mực nó sanh ra nó tự chết, nó tự nó chết. Quý vị thấy một con mực mà nó sanh ra mực con rồi nó tự chết vì nó hết sức rồi, cái thời gian nó ấp nuôi con của nó cho đến nó kiệt quệ và nó tự chết. Hay là chúng ta thấy những cá hồi đó, nó lên trên ngược dòng nó đẻ con xong rồi mất sức nó chết luôn, nó không thể nào sống qua cái thời gian đẻ con. Nên chúng ta cũng thấy những cái loài đó đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng rất là xúc động, vì những loài đó nó chỉ sanh có một lần, nó trở về lại cái đầu nguồn chỗ mà nó sanh ra, và nó sanh con rồi nó kiệt sức mà nó chết. Với một cái đường dài mà nó vượt đại dương, nó vượt những cái vùng nước đó mà nó lên tới đầu nguồn, cái chỗ mà ngày xưa mẹ nó đẻ nó ra, bây giờ tự thân nó lên lại những cái chỗ đó để nó đẻ con và nó chết đi. Và những con mực cũng vậy, có những lúc chúng tôi coi thế giới động vật chúng tôi thấy cũng xúc động. Những con vật nó mang, những con mực nó mang thai con của nó, và cuối cùng nó sanh con của nó rồi nó chết. Như vậy thì Đức Phật gọi là các pháp hữu vi đó, nó do duyên, do đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nên chúng ta thấy trong đoàn thực, trong cái đoàn thực chúng ta hiểu được sắc pháp là như vậy. Xúc thực đó là chúng ta tri ba cái loại cảm thọ, nhãn xúc đó, sanh ra cái hỷ thọ hoặc là ưu thọ hoặc là xả thọ. Mắt chúng ta đó chỉ có ba cái loại đó thôi. Chúng ta xúc chạm và chúng ta tồn tại trong sự xúc chạm đó. Nên chúng ta thấy mắt cứ thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng đến bệnh vị, thân xúc cảnh xúc. Như vậy thì khi mà những người mà họ vượt lên hơn đó, thì chúng ta gọi là vượt qua những cái loại cao hơn. Ví dụ họ vượt qua đoàn thực, thì họ có thể sanh làm chư thiên có bậc thực tế, hoặc là họ sanh làm phạm thiên có năng lực của tâm thiền họ tồn tại. Ví dụ chúng ta thấy phạm thiên sơ thiền suốt 1/3 kiếp trái đất họ không cần phải ăn uống gì hết. Cái năng lực đó nó giống như năng lực nguyên tử của những cái tàu, những cái hạm đội của Thái Bình Dương của Mỹ vậy. Nó có thể có một thanh nhiên liệu nguyên tử, nó có thể đi ngoài biển suốt 50 năm. Nó không cần phải chở theo bao nhiêu ngàn triệu tấn dầu. Chúng ta thấy như Trung Quốc cái hiện giờ đó, được mấy cái tàu sân bay. Nhưng mà tính ra cái tàu sân bay nó mà di chuyển được nó hàng bao nhiêu triệu tấn dầu. Nên cuối cùng đó, người ta nói rằng Trung Quốc mà có làm mấy cái tàu sân bay đó thì mấy cái tàu sân bay đó, nó chở dầu nó cũng không đi xa được, vì nó đi xa nó sẽ hết nhiên liệu, chúng ta thấy không? Còn những cái tàu của Mỹ nó có những cái thanh nhiên liệu bằng nguyên tử, nó có thể đi bao nhiêu thời gian, mấy chục năm, nó không cần phải chở nhiên liệu thô mà có nhiên liệu nó đặc biệt, giống như những vị phạm thiên mà tồn tại suốt 1/3 kiếp trái đất mà không cần phải ăn uống như là cõi nhân loại. Phạm thiên á, đại phạm thiên suốt một kiếp trái đất không cần phải ăn uống như là cõi nhân loại hay cõi trời, không cần vật thực, phật thực và đoàn thực, hay là vật thực đó là như là chư thiên ăn vật thực do phước báo. Nhưng mà những vị phạm thiên á, thì cái năng lực của vị đó đặc biệt thù thắng như vậy, nên mới nói rằng xuất ly các dục, xuất ly các sắc và xuất ly các vô sắc đó, nó có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta đã không chịu nổi rồi, chứ đừng nói tới mà chúng ta thành đạt được cái này. Chúng ta thấy không, bây giờ suy nghĩ một người sống ở suốt một kiếp trái đất, từ lúc mà cho đến trái đất sanh ra mà đất hoại đi thì đại phạm thiên mới chết một lần. Như vậy những vị phạm thiên cao hơn nhé, thiên mà nhị thiền đó, như là bởi vì sơ thiền như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, rồi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, tam thiền như là quang âm thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, tứ thiền như là quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cú cánh thiên, những phạm thiên sắc giới, cho đến phạm thiên vô sắc như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ đó, sống bằng 84.000 kiếp trái đất, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nên quý vị biết rằng Phật giáo Nguyên Thủy trình bày vấn đề này thì chúng ta không tìm được trong kinh điển Phật giáo Bắc Tông trình bày vấn đề này. Chúng ta không tìm được. Không tìm được. Chúng ta chỉ tìm nhiều lắm là Tây Phương Cực Lạc thôi. Hoặc là Đông Phương, hoặc là Bắc Phương, Nam Phương. Nhưng mà chúng ta không tìm được
những cái gì mà trong Phật giáo Nguyên Thủy nói về 84.000 kiếp trái đất, 32.000 kiếp trái đất, 16.000 kiếp trái đất, hoặc là 8.000 kiếp trái đất. Không tìm được những điều này. Và Đức Phật ngày ngày nói trong Tam Tạng Kinh Điển, ngày thuyết cho bà Visakha về bát quan đa giới. À, một người mà giữ bát quan đa giới có thể sanh lên cõi tha hóa tự tại. À, tha hóa tự tại 16.000 kiếp, 16.000 năm của nhân loại chúng ta bằng 1.000 đêm cõi trời tha hóa. 30 ngày, tháng, 12 tháng, 1 năm. Ở cõi đó sống được 1.600 tuổi, tương đương với mấy tỷ năm. À, chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì Đức Phật này biết được khi nào mà chúng ta lìa bỏ các pháp hữu vi, chúng ta mới xuất ly tất cả luân hồi. Bởi vì hành và hữu đó là nghiệp luân hồi. Và nghiệp luân hồi này đó đều do cái phiền não luân hồi, do ái thủ và vô minh. Như vậy ái thủ vô minh đó, hữu và hành đó là năm cái nhân mới có thức danh sắc lục nhập xúc thọ năm cái quả. Bởi chúng ta thấy xúc là do nhãn xúc nhĩ xúc, và chúng ta ở trong cái thai bào người mẹ hình thành những cái sắc pháp, những cái giác quan mà chúng ta gọi là tương ứng với cõi dục, mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh. Do sắc thần kinh nhãn nên thường thường chúng ta học trong vi diệu pháp á, sắc pháp chia ra có 10 nhóm. Một là sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Sắc tứ đại là đất nước lửa gió, sắc y đại sinh là sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc trạng thái, sắc ý vật mạng quyền dục thực hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt và sắc tứ tướng. 10 nhóm sắc đó từ sắc tứ đại sanh ra sắc sinh. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng các pháp hữu vi đó là gì? Là sắc pháp, đó là gì? Là sở hữu tâm, đó là gì? Đó là tâm. Mà trừ ra tâm siêu thế, vì tâm siêu thế là tâm biết được cảnh niết bàn. Còn lại biết được cảnh trong đời, chúng ta gọi là cảnh trong tam giới, cảnh trong cái sự tương ưng của sự luân hồi, của sự tồn tại, đó là chúng sanh duy tồn do Phật tịch. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật bị chánh đẳng giác, Ngài biết rằng khi mà A-la-hán quả sanh lên thì thật sự chúng ta mới thật sự là chúng ta Nirodha. Mọi duyên, mọi cái pháp hữu vi, danh pháp như là tâm và sở hữu tâm, hay là như là thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, 50 sở hữu còn lại là hành quẩn, thức quẩn là 121 tâm, trừ ra những cái tâm siêu thế biết cảnh niết bàn, còn lại những cái tâm này Đức Phật biết là đó là gì, là pháp hữu vi. Các pháp hữu vi này do đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực mà hình thành, và các cái pháp hữu vi này được diệt trừ khi tâm tứ quả sanh khởi, chúng ta gọi là phiền não luân hồi đã chấm dứt. Sau khi bị đó từ bỏ cái hơi thở, từ bỏ cái sự sanh mạng này, từ bỏ đó thì vị này gọi là ngũ quẩn niết bàn, không còn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn, không còn nữa. Như vậy thì ngài những vị đó sẽ niết bàn, và chỉ có những vị a la hán quả mới niết bàn và mới được phiền não niết bàn. Và cuối cùng khi mà không còn hơi thở, không còn mạng sống thì gọi là ngũ quẩn niết bàn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, kính trình với thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, con xin trình bày cái bài học về pháp khó thể nhập. Đó là ba cái sự xuất ly. Xuất ly các dục với vị thánh A La Hán đạo là cao nhất. Xuất ly các sắc, đó là A La Hán đạo cao nhất. Xuất ly các hữu, hay là xuất ly hành, sanh khá, các hành đó, thì là vị A-la-hán quả mới thực sự xuất ly các hành cao nhất. Còn ngược lại đó thì sẽ là còn cái hạn chế, mình gọi là tương ứng, tương đối, chứ chưa có hẳn là tuyệt đối. Cũng giống như là đoạn giảm, hiện tại là trú chứ không phải là đoạn giảm. Đoạn giảm là cắt đứt, còn hiện tại là trú chỉ là giai đoạn thôi. Con xin chấm dứt cái buổi giảng với như là trình bày kính dân Phật Phước Báo Công Đức để đến quý ngài, chia Phật Phước Báo đến quý vị, xin hồi hướng Phật Phước Báo Công Đức đến chư thiên, xin chia Phật Phước Báo này đến các người đệ tử bậc hữu ân. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng để thượng tọa điều hợp cái phần bài học hôm nay, con xin gửi mic lại cho.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kinh bạch thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, ngài Tuệ Siêu, đại đức Pháp Tính. Dạ, nãy giờ con nhìn con không có thấy được thượng tọa Giác Đẳng vào đạo tràng, nên con xin thay mặt đại chúng tông trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tuệ Siêu từ bi điền khuyết cho thượng tọa Giác Đẳng ạ. Dạ, cảm ơn Vinh Xuân Suốt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết ngài Tuệ Siêu có trước máy không, có nghe được âm thanh con không bạch ngài? Nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Anh đã buộc thầy thì kinh tịch chư tăng kinh thịnh quý vị. Hôm nay chúng ta không có thấy chúng ta giải tán vừa cương lĩnh điều hợp, và cũng không có nhận được các cái câu hỏi thảo luận. Bây giờ như thế này, nếu như chúng tôi điều họp thì sẽ mất một người để thảo luận, thay vì thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hay điều họp thì tọa cứ đều là những câu hỏi, thì chúng tôi thượng tọa Pháp Tăng đã được Pháp Tính ba vị sẽ trả lời. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Cái thượng tọa đã đưa tay rất là hoan hỷ và xin tri ân thượng tọa hôm nay đã giảng cho bài học này. Bây giờ xin được sứ mệnh và thần thần tỏa. Dạ, còn không biết có thần tỏa Giác Đẳng không có vào. Dạ, có lẽ là con sẽ tình nguyện mà con sẽ hỏi sư phụ những cái câu khó nhất, rồi sư phụ trả lời một hai câu, rồi thỉnh sư phụ đi ngủ, đi nghỉ. Vì sư phụ cũng lớn tuổi rồi, cũng nhiều bệnh rồi, nên chúng con cần phải ở lâu để học với sư phụ. Thành ra con sẽ hỏi sư phụ những câu nào khó nhất, sư phụ trả lời xong rồi sư phụ đi ngủ. Còn lại thì sẽ hỏi các vị khác. Thì từ những cái pháp khó thể nhập này đó, thì có xuất ly các hành đó, là thật sự là rất là khó. Vì thường thường đó, cũng như là mình nói rằng những cái hành động, mà những cái hành động này nó rất là vi tế. Ví dụ như mình thấy rằng đối với những vị mà phạm thiên vô sắc ấy, thì nó không còn cái sắc pháp nữa. Nhưng mà thật sự là những vị này mà để xuất ly các hành ấy, thì vị này phải suy xét như thế nào để gọi xuất ly các hành. Chứ còn vị này là không có sắc. Mình có sắc thì mình thấy dễ rồi, nhưng mà vị này không có sắc. Thành ra con muốn thỉnh sư phụ trả lời cái khó thể nhập này nè. Nếu mà theo một người mà không có sắc ấy, bây giờ mà lấy cái gì để mà xuất ly hữu vi? Tại vì thật sự đó, mình thấy dễ là mắt mình thấy cảnh sắc á, thì mình thấy dễ rồi, tai nghe cảnh thinh dễ rồi. Bây giờ mà không có cái sắc này nữa thì
thì thật sự là quả thật là rất là khó, rất là khó để mà có một cái khái niệm cho Phật tử họ hiểu được, để họ có thể nghĩ rằng Đức Phật là bậc nhất thiết trí. Thật sự những cái điều này nó vượt khỏi những cái gì mà khoa học, vượt khỏi những cái gì lý luận của những cái đương thời, những ngoại đạo đương thời cũng vượt qua khỏi những cái lý luận đó luôn, mà thật sự là Ngài đã chứng ngộ. Thì con xin thỉnh sư phụ là xuất ly các hành đối với người không có cái sắc ấy, thì họ phải tu như thế nào để mà họ xuất ly các hành được, nó có thể thành đạt được, để dứt bỏ các hành được. Thì con xin thỉnh sư phụ như vậy để sư phụ triển khai. Con hỏi một câu hoặc là hai câu thì sư phụ đi nghỉ để sư phụ còn sức khỏe nữa. Dạ, con xin thỉnh sư phụ. Xin cảm ơn thầy tổ đặc kính bạch chưa từng đức kính thương thì thực ra thì ở trong ba pháp xuất ly nó không phải cái lớp là rời bỏ khẩu dục giới, sanh lên cõi sắc giới, rời bỏ cái cõi sắc giới, sanh lên cõi vô sắc giới, rồi từ cái vô sắc giới rời bỏ pháp hành để chấm dứt. Không phải là sự thứ lớp như vậy đâu. Ở đây tác dụng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, được ngon xúc lạc là những cái đối tượng của giác quan và chúng sanh hằng say mê đắm đuối. Và khi mà tham ái các dục nó sâu đậm thì sẽ làm cho chúng sanh sẽ rơi vào cái tình trạng khổ đau. Cho nên ở đây một người mà họ tu tập các thiền, các cái thiền sắc giới, họ tu tập các thiền sắc giới như chứng sơ thiền, chính và trú sơ thì một trạng thái hỷ lạc do ly dục niệm bất thiện pháp sanh, có tầm có tứ. Rồi vì đó bỏ tầm, chính và trú trạng thái nhị thiền, một trạng thái là do định sanh, không tầm không tứ, hoặc là không tầm mà hữu tứ. Nhưng khi chứng được giới như vậy thì cái vị hành giả bây giờ sẽ thấy cái sự phiền toái ở trong sắc pháp, như là vị đó thấy chính do cái sắc pháp này, cái thân này mà nó sanh ra nhiều cái thứ bệnh tật, như là bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, bệnh trong ruột, bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi v.v. Nhìn thấy cái sắc như vậy thì nó chán, mặc dù đạt được cái thiền sắc giới rồi đó, nhưng mà vị đã thấy
Cái thân tứ đại này nó có sự nhiều cái sự phiền toái, cho nên vì nó không muốn có cái gì nó liên hệ đến cái sắc pháp nữa. Nhưng mà lấy cái bàn đạp để mà đi đến cái chỗ vô sắc là vị này xét thấy trong 10 cái biến xứ Krishna thì đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì vị đó thấy hư không mặc dù nó thuộc về tiền hữu sắc, nhưng mà hư không này là cái khoảng trống, mà cái khoảng trống đó được nhận biết vì nó có giới hạn chung quanh, tức là giới hạn một cái khung cửa sổ, hoặc là giới hạn một cái khung cửa đi, hoặc là giới hạn bởi một cái lỗ hổng ở trong vách nó tròn, cái lỗ hổng tròn hay là vuông méo gì đó, rồi nhìn vào cái khoảng không đó đó, rồi làm biến xứ hư không mà đắc được kỳ sắc. Bây giờ đó, thì vị này mới lấy cái hư không đó, nhưng mà vị đó bỏ qua cái sự giới hạn của ở hư không, xuyên qua cái lỗ vách tròn hay là xuyên qua cái ô cửa sổ hoặc là ô cửa cái, vị đó chỉ nghĩ đến hư không là vô biên vô cùng tận. Ở trong thế gian này chỗ nào cũng có hư không đó. Cho nên vị đó mới chấp nhận Akasananto, tức là hư không, không có giới hạn. Thì khi mà vị đó nhập tâm như vậy đó, quan niệm như vậy nhiều lần, vị đó sẽ chín và trú không vô biên xứ thì vô sắc, không vô biên xứ thì vô sắc. Khi chứng được không vô biên xứ thiền vô sắc, sau một thời gian thì vị hành giả mới suy nghĩ: khi mà tâm quan niệm hư không là không giới hạn, đã chứng được cái thiền đó, cái thiền vô sắc đó, không vô biên xứ. Nhưng mà chính cái trạng thái tâm, chính cái tâm mà biết được cái hư không không giới hạn đó, cái tâm không vô biên xứ đó, nó biết được cái hư không vô biên, thì như vậy chính cái thức không vô biên xứ thức này nó mới thật sự là không giới hạn. Vì hư không không giới hạn mà thức này nó biết được thì như vậy chính nó mới là không giới hạn. Cho nên vị hành giả mới chú ý đến cái tâm thiện chính thức vô biên xứ là cái đề tài, và cứ suy tưởng chỉ có thức là vô biên, vô nhân năng anh tăng. Rồi sau khi chứng đạt được cái thiền thức vô biên xứ đó, vị hành giả đó mới suy nghĩ: hãy mà hư không còn bị tâm biết, và tâm đó nó chỉ biết một cách cục bộ thôi, như vậy thì nó cũng chưa phải là thức vô biên nữa, không phải tâm thức vô biên, nó còn có cái giới hạn. Cho nên vị nghĩ đến hư không, không chấp nhận hư không,
là không vô biên, mà cũng không chấp nhận thức là thức vô biên. Cho nên vị này chỉ có cái quan niệm là nắp cái kiên trí, nắp cái kiên trí, là không có chi hết. Rồi vì đó chính mà trú được vô sở hữu sắc. Sau này bị nó từ bỏ luôn cả cái quan điểm về vô sở hữu, bị đó là phủ nhận. Nếu chấp nhận thức vô biên thì cũng không đúng, mà phủ nhận hết thì cũng không đúng. Do đó thì đó lý thức này thấy thức là phi tưởng, nhưng mà đối với vô sở xứ thì bị nó bỏ qua, gạt qua một bên cái tư tưởng đó, nói rằng không phải tưởng nhưng cũng không phải là không phải tưởng. Vì nó chứng được vô sở, phi tưởng phi vi tưởng sự, phi tưởng phi tưởng sự. Chúng tôi thường nhắc là thí dụ ở trong cái thanh tịnh đạo đó, ngày Bất Tất Phật Sáng là thí dụ một người đệ tử dẫn vị thầy Bù Lòa đi trên đường, đi ngang đến cái chỗ con đường bị nước mưa làm cho ướt trơn trượt, người đệ tử mới nói vị thầy rằng: bạch ngài, chỗ này có nước, đi cẩn thận kẻo trượt. Thì ông thầy nghe vậy cho ông: ồ, có nước hả? Nếu vậy thì hãy múc nước đến cho ta rửa mặt. Thì người học trò mới nói: dạ không, ở đây không có nước. Thì ông thầy mới hỏi: khi nãy thì hiện giả nói rằng là có nước mà. Người học trò mới nói rằng: vậy nó có nước làm cho ướt thôi, nhưng mà nước đó không có thể lấy, không có đủ để mà rửa mặt, rửa chân được. Thì cũng tình trạng vậy. Đạt đến thiền phi tử vi niệm xứ là cái quan điểm của vị đó là không phải thức, cũng chẳng phải là không có thức. Thức ở đây nó đồng nghĩa với tưởng, phi tưởng, phi tưởng. Hơn nữa đạt đến trạng thái này rất là vi tế. Tưởng chừng như là vị đó đã diệt hết tâm thức, cho nên không còn có tâm thức. Nhưng thực ra còn, chứ không phải là không còn. Nhưng mà còn thức đó, thì nó rất là tinh vi, tưởng như như là không có, phi phi tưởng. Nó có nhưng mà có rất là tinh vi. Thì như vậy khi mà vị đó chứng đạt được cái bốn thiền của sắc đó, là vị đó đã vượt qua sắc tưởng chứng ngài tưởng, đã vượt qua sắc tưởng chứng ngài tưởng. Thì cái này Đức Phật này gọi là cái sự xuất ly tác sắc, là do tu chứng bốn thiền vô sắc. Nhưng mà ở đây Đức Phật này có kể lại cho các vị Địa Cơ nghe là lúc mà ngài từ bỏ hoàng cung, nghĩa là lúc mà ngài chưa thành bậc Thích Đẳng Giác, vẫn còn người là vị Bồ Tát. Thì Bồ Tát Sĩ Nhạc Ta ngày rời bỏ và đi xuất gia. Mà lúc ban đầu ngài đi đến tham vấn cái cách tu hành
với hai vị đạo sĩ Alara và Udaka. Đạo sĩ Alara Ramaputta đã chỉ dẫn cho đạo sĩ Gotama, tức là Đức Bồ Tát, về cái cách thức hành thiền và chứng đắc được thiền sắc giới, thì vô sắc giới, vô sở xứ. Đức Bồ Tát lúc đó Ngài có trí tuệ, Ngài nhận thấy cái thiền vô sở xứ cũng không phải là, chưa phải là con đường đưa đến sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên Ngài mới bỏ đi. Mặc dù vị đạo sĩ kia cố gắng thuyết phục đạo sĩ Cù Đàm ở lại, bởi vì thấy Ngài có duyên lành với thiền định, trong khi ông thầy tôi mấy chục năm mới chức, còn Ngài chỉ có tu Ngài mũi là đã chức rồi, chứ vô sở xứ. Nhưng mà Ngài Bồ Tát chứ khó bỏ đi. Đến vị đạo sĩ thứ hai gọi là Udaka Kesavata. Vị đạo sĩ này hướng dẫn thiền cao cấp hơn, tức là hướng dẫn tới thiền phi tưởng vi tưởng xứ. Đức Bồ Tát lúc đó Ngài chức, Ngài chức được thiền đó rồi, Ngài quán xét lại, Ngài thấy rằng cũng chưa phải là có đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Do đó Ngài nghĩ rằng mục đích của ta là tìm làm sao được cái con đường để thoát ly, để xuất ly khỏi cái sự sanh già bệnh chết. Cho nên Bồ Tát Ngài bỏ đi và Ngài đã tự tu cái pháp khổ hạnh, rồi sau đó tự Ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo Maccima Patipada, tức là bát chánh đạo, và Ngài đã chứng được quả vị A La Hán chánh đẳng giác, rồi từ đó thuyết pháp độ chúng sanh. Thì ở đây đó, tạm thời đắc được thiền định sắc giới, cái đó là tạm thời xuất ly khỏi dục giới, xuất ly khỏi các dục, để không có bị vướng lụy bởi do các dục. Nhưng mà rồi thì sắc giới trong cái nhìn của bậc trí thì vẫn xem như là một đối ngại tưởng, nó bị dính mắc lệ thuộc bởi các địa ngục khổ sắc. Cho nên vị này đã vượt qua mọi sắc tưởng, mọi chướng ngại tưởng, chính mà trú được thiền vô sắc. Nhưng mà rồi bậc trí suy nghĩ thấy dầu đạt được cái thiền cao như vậy thì vô sắc nó vẫn còn là một cái pháp hữu vi, pháp vi tức là pháp bị tạo tác bởi duyên, nó chưa chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Cho nên vị này tu tập theo con đường chánh đạo để đạt đến niết bàn là một cái trạng thái đoạn diệt đối với các pháp hữu vi, các pháp hành. Chỉ hành ở đây chúng ta phải hiểu không phải là hành động. Khi nãy thường ở pháp đăng có đề cập đến chỗ này, tức là làm sao một vị vô sắc mà đoạn diệt được pháp hành, trong khi vị không có sắc pháp làm sao có hành vi, không có cái hành động. Thì ở đây thưa quý vị, tất nhiên nếu như đây là nói đến cái vị trời phạm thiên vô sắc, vị phạm thiên vô sắc, thì vị này không thể nào mà đoạn diệt được cái pháp hành. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng khi mà mình tu tập còn ở tại cõi dục giới, trước tiên là phải nhàm chán và thấy được cái vị ngọt
sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, rồi vị đó tu chứng thì sắp giới, rồi vị đó thấy được cái sự, cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm của các sắc, và vị đó chứng được cái thiền vô sắc. Chứng được thiền vô sắc. Nhưng mà sau đó vị này thấy được cái sự, thấy cái vị ngọt của cảm thọ, cái cảm thọ mà cảm thọ vô sắc, của thiền vô sắc, cảm thọ đó tinh vi hơn. Nhưng mà cái vị đó thấy nó vẫn có vị ngọt, nhưng mà có sự nguy hiểm của các cảm thọ đó, chính là cái sự vô thường biến hoại. Đức Phật Thầy dạy trong trung kinh là sự nguy hiểm của các cảm thọ là vô thường biến hoại, và vị này xuất ly khỏi các cái cảm thọ, cái cảnh thái này là phải tu trí trạng thái định diệt thọ tử, quê đã di tắc sân nhà, quê đã di tắc sân nhà biết rô thăng sa mạc bất, tức là vị này đạt được cái trạng thái diệt thọ tử. Và diệt thọ tử ở đây đó thì chỉ có trình độ của quý vị đã diệt dục hoàn toàn như bậc A-la-hán và bậc A-la-hán. Vì vậy cho nên khi mà đạt đến trạng thái thiền mà diệt thọ tưởng đó, diệt đó, thì diệt thì mới gọi là chấm dứt được các pháp hữu vi. Ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên ở đây trong ba cái sự xuất ly nó rất khó thể nhập, nó khó thể nhập lắm, là tại vì chúng ta phải hiểu qua cái phạm trù thiền định, thiền sắc giới là xuất ly các dục, thiền vô sắc là xuất ly khỏi thiền sắc, mà thiền diệt thọ tưởng định thì xuất ly khỏi cái thiền vô sắc, và lúc đó là đã chứng được đạo quả A la hán rồi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu, và hồi nãy thượng tọa đang có hướng đó. Khi mà trả lời xong cái câu hỏi khó này, cho chúng tôi được phép nghỉ sớm. Là sa thú xin tri ân thượng tổ Pháp Đăng. Bây giờ xin thỉnh thượng tổ Pháp Đăng trở lại điều học, để mời thượng tổ Pháp Tân để Đức Pháp Tính trả lời những câu hỏi tiếp. Còn 23 phút nữa, xin thỉnh quý ngài. Dạ, sa thủ chúng con tri ân sư phụ Tề Siêu. Thỉnh sư phụ đi nghỉ sư phụ. Bây giờ thì tiếp tới sẽ hỏi thượng tọa Pháp Tân và thượng tọa Tự Quyền, nhị vị hoặc là tam vị giảng sư, còn lại là đệ đức Pháp Tính. Nếu vị nào mà nghe được thì vị xin thảo luận dùm. Vì không phải xài cái đang xài cái cell phone nên không thấy vị nào giơ tay hết đó. Nên thỉnh chung ba vị giảng sư như vậy, vị nào trả lời được thì xin thỉnh trả lời. Thì cái câu thảo luận số 3 đó thì sư phụ Đệ Siêu giống như là câu số 1 vậy, xuất ly các hành. Bây giờ thì còn lại xuất ly các dục và các sắc, thì muốn hỏi đệ đức Pháp Tính đó, hay là thượng tọa Tề Quyền hay là thượng tọa Pháp Tân á, thì sắc nơi đây á thì có phải là Đức Phật ngài nói về thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, mà thường thường mình thấy là quá sanh là tự nhiên có đó, thì sao mà mình gọi là xuất ly các dục á, mình không nói như là những vị chư thiên cũng là xuất ly các dục, mà mình chỉ đề cập đến những cái vị phạm thiên mới gọi là xuất ly các dục.
Mà trong bài học hôm nay, nếu mà nói về cái phần mà chú giải của ngài pháp sư đó, ngài Hòa Thượng Giác Giới đó, thì nói đến một cái vị thánh gọi là thánh A-na-hàm. Thánh A-na-hàm thì mới thật sự là xuất ly các dục. Thì muốn hỏi các vị giảng sư, rất là nghĩa là ở đây là mình rất là khó, một cái người mà rất là khó có thể nào nói về cái sắc thô. Mình ví dụ như mình nói rằng một cái vị chư thi mà giống như mình, cái sắc mà thai sanh như mình mà chỉ là cái sắc tế, và những cái vật thực mà vị đó ăn đó, thì không phải nấu nướng như mình mà chỉ là do cái sự hóa thành thôi. Thì muốn hỏi các vị đó là nghĩa là bây giờ muốn mình có thể hiểu, mình đã hiểu như vậy là xuất ly được không, hay là phải xuất ly là thật sự là xuất ly các dục đó, là những cái gì mà dục mà thật sự thì phải gọi là xuất ly các dục. Thì thỉnh các vị giảng sư, các vị nào nghe được thì xin thỉnh các vị thảo luận. Mình gọi là các dục ở đây là cái dục mà mình ta nói, ví dụ ấy thai sanh hay là cõi quá sanh, thì các dục nó có khác nhau chỗ nào, và tại sao mà Đức Phật ngài nói rằng chưa có xuất ly các dục, và tại sao gọi là xuất ly các dục. Thỉnh tam vị giảng sư, vị nào còn lại đó thì xin thảo luận cho cái câu hỏi mà Pháp Đăng vừa nêu. Dạ, xin tỉnh quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng hỏi về xuất ly các dục đó, thì trong đó có đề cập đến thai sanh, thì hoặc là đối xuất ly các dục như thế nào đó. Thì ở đây trước nhất là chúng ta nói đến cái sự xuất ly. Xuất ly có nghĩa là lìa bỏ đến đối với ngũ dục. Trước nhất là mình đối với ngũ dục, mà chúng ta thấy là hoặc là xuất ly là lìa bỏ. Cái nghĩa thứ hai này là xuất ly các cái cảnh giới liên quan đến dục, tức là cõi dục. Thì chỉ có những người mà họ xuất ly đó thì họ mới lìa khỏi được những cái sự ràng buộc của dục. Bây giờ khi nói đến những chúng sanh ở trong cõi dục đó, thì phần lớn là lấy năm dục làm cái sự trưởng dưỡng, năm dục làm cái sự thụ hưởng, và dần như là lấy năm dục làm cái sự tồn tại và có mặt ở trong năm dục đó. Bởi vì người ta hưởng thụ ở trong năm dục, thì ở chúng sinh ở trong cõi dục phần lớn là như vậy. Ngoại trừ là những cái bậc mà đắc thiền sắc ấy, hay hoặc là những vị mà đắc, mình gọi là chứng một cách tuyệt đối, xuất ly một cách tuyệt đối, thì đó là chỉ cho cái bậc A-na-hàm, tức là bậc tam quả. Bởi vì khi mà sống ở trong cõi dục, tái sanh trong cõi dục, thì dĩ nhiên là cõi dục nó có các cái chủng loại, thai sanh cũng có, thấp sanh cũng có, quá sanh cũng có, noãn sanh cũng có. Nói chung là năm dục, và các cái chúng sinh ở trong cõi dục thì thường thường có, phần lớn là có đủ năm các cái giác quan, năm giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Như vậy thì đủ năm các cái này nè, do rằng là tái sanh bắt nguồn từ ở cái dục, từ ở dục, sự thụ hưởng dục, cho nên các cái căn tiếp xúc với các cái trần cảnh tạo nên sự thỏa thích, và do sự thỏa thích cho nên là giúp cho những chúng sanh đó tồn tại và thích thú ở trong cái dục.
Như vậy thì cái người mà xuất ly các dục á, thì mình thấy rằng là nếu mà một bậc mà một chúng sinh mà tái sanh ở trong cõi sắc á, vị ấy cũng một phần á, đã xa lìa khỏi dục rồi. Là vì sao? Các vị đấy không có thụ hưởng trong dục, mà các vị ấy no vui ở trong các cái thiền chứng của mình, hỷ lạc trong thiền chứng của mình. Cho nên là các vị ấy đã lìa bỏ các cái dục, không có thụ hưởng ở trong năm dục đó, tức là sắc thinh hương vị xúc, hay gọi là mắt tai mũi lưỡi thân, không có cái sự xúc chạm. Bởi vì đối với các vị phạm thiên thì các vị ấy cũng đã một phần, dù là phàm, nhưng là một phần họ lìa khỏi các cái, tránh xa các cái dục, không có còn. Chứ mình nói xuất ly dục á, một cách tuyệt đối đó, thì phải nói là vị tam quả tu đà, tam quả tức là tư đà hàm, a na hàm. Bởi vì một vị a na hàm đó, thì chúng ta thấy rằng là vị ấy đoạn trừ dường như là năm cái hạ phần thiết sử, là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Cho nên đối với dục mà ái ở trong các cái cảnh dục, hay hoặc là ái mà đối với các cái cõi dục, vị ấy không còn, vị ấy không còn. Tức là mong muốn để tánh ở trong các cái cõi dục để tái sanh thụ hưởng ở trong năm dục thì không còn. Hay hoặc là để mà thỏa mãn thích thú ở trong năm dục đấy, thì rõ ràng là đối với vị A-la-hàm thì một cách là tuyệt đối, không có còn nữa. Cho nên là đoạn trừ được dục ái và sân, vị ấy đoạn trừ được dục ái và sân. Cho nên là chúng ta thấy rằng đối với các vị phạm thiên á, sắc giới vậy, các vị ấy không phải như những chúng sanh ở cõi dục. Những chúng sanh ở cõi dục á, thì có đầy đủ bốn cái chủng loại là noãn thai thất quá, có đầy đủ. Nhưng mà đối với cõi phạm thiên sắc giới thì chỉ có quá sanh thôi, chứ không bao giờ mà có cái thai sanh ở trong đó, sự tái sanh ở trong đó. Như vậy thì không có cái thai sanh để tái sanh, mà là chỉ quá sanh do cái thiền chứng của một cái vị đó tạo nên cái quả tục sinh cho vị đó tái sanh ở trong cõi sắc. Như vậy thì ở đây đó, đối với một cái điều mà một chúng sinh mà tái sanh ở trong cõi sắc ấy, thì dĩ nhiên là đã một phần nào đó, dường như là đối với các vị chứng thiền thì các vị ấy đã xa lìa các cái dục, bởi vì năm cái triền cái được lần lượt đoạn tận, dù là cõi sơ thiền hay là cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền gì đó, thì vị ấy đã lấy cái thiền chứng của mình, lấy cái sự hỷ lạc no vui ở trong thiền để các vị ấy tồn tại và có mặt ở trong các cái cảnh giới đó. Cho nên ở đây đó có thể nói rằng là những chúng sanh ở trong cõi sắc giới thì các vị ấy đã xa lìa dục. Mà nếu mà mình nói là xuất ly một cách tuyệt đối thì là vị một vị tam quả. Thì dù gì đi nữa thì một người phàm phu mà chứng thiền do năng lực của thiền thì các cái thiền chi sanh khởi lên á, cho nên là các vị ấy cũng không có hưởng thụ đối với các dục. Cho nên là các vị ấy không có thấy dục là cái gì là hấp dẫn đối với các vị ấy. Bởi vì các vị ấy vẫn là thích thú ở trong các cái hỷ lạc ở trong thiền chứng, trong cái thiền chứng của mình. Và do vậy đó thì nói, nếu mà nói là xuất ly ở trong các cái dục á, thì xuất ly một cách tương đối thì một vị chứng thiền sắc giới, sau khi lìa bỏ được các cái từ ở cái việc mà ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, do ly lục dục sinh, thì ở đây đó là đối với cái sự mà một vị mà chứng thiền
dù là thiền hiệp thế đi nữa thì các vị ấy cũng đã một phần đã xuất ly. Còn nếu mà nói mà xuất ly một cách tuyệt đối thì là một vị tam quả, vị tam quả, bởi vì đoạn tuyệt một cách hoàn toàn. Mặc dù là đối với một cái người mà một vị mà chứng thiền hiệp thế đi nữa thì năng lực của thiền đưa họ quả tái sanh về cái cảnh giới đó, hưởng đủ một cái tuổi thọ ở cõi đó, rồi sau hết tuổi thọ cõi đó ở cõi đó thì vị ấy cũng phải tiếp tục tái sanh luân hồi trở lại. Còn đối với một vị tam quả thì đoạn tận, hả, mà đoạn tận thì không có cơ hội. Còn cái kia giống như là cái sự áp trừ, áp trừ từ từ, áp trừ thôi. Cho nên là nó có cơ hội để nó sanh lại. Còn một vị mà đoạn tận hoàn toàn thì tuyệt đối không có sanh lại nữa, và từ đó mới là hoàn toàn xa lìa tiếp tục năm cái thượng phần ký sử nữa, đoạn tận năm thượng phần ký sử nữa thì vị ấy mới hoàn toàn giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi thượng tọa. Kính thỉnh thượng tọa trả lời. Dạ, sa thú, cảm ơn thượng tọa Pháp Tân. Bây giờ thì còn lại một cái thể tài nữa, đó là xuất ly cắt sắc. Thì thật sự ra khi nói đến cái sự tu tập các thiền thì đã khó rồi. Tu tập các thiền đã khó rồi. Bởi thiền đó nó cũng lấy cái đề mục hay là cái đề mục của sắc. Thì muốn hỏi đại đức Pháp Tính hoặc là thượng tọa Tề Quyền đó. Khi mình nói để mình có duyên để mình tu thiền á, thì thường thường người ta thường nói mình không có duyên. Nhưng mà nếu một người mà thực sự ra để tu thiền á, thì có phải đòi hỏi cái điều kiện người đó không? Phải đòi hỏi cái điều kiện người đó phải có cái duyên như thế nào, hay là mình nói rằng để tự nhiên thì mình sẽ thích tu thiền. Mình tu từ thiền sắc á, thì những cái điều kiện mình đã tu thiền sắc á, thì tỉnh thượng tọa Tề Quyền hoặc là Đức Pháp Tính có thể chia sẻ một vài cái suy nghĩ rằng khi mình muốn tu thiền đó, thì như thế nào để mình có thể tu thiền được và mình hiểu cái thiền đó. Bởi thường thường bây giờ thì thật sự ra nói về vấn đề tu tập đó, thì người ta muốn tu rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra để mà hiểu cái cách tu thiền để mà từ từ để mình có thể có duyên đó, để mình có cái điều kiện để mình tu thiền đó, nó cũng không phải là dễ đâu. Mình muốn thỉnh nhị vị đường đọa cho vài cái ý kiến của mình khi mình muốn tu thiền thì mình phải có cái tâm, có cái sự suy nghĩ như thế nào. Chứ thật sự đó thì có đăng trong cái đời sống tu hành thì cũng có thấy có nhiều vị đó thì chọn cách tu thiền xong rồi quay qua chọn cách học, bỏ tu thiền để có nhiều lúc học thì bỏ học và đi tu thiền. Nhưng mà thật sự đó là những vị tu sĩ. Còn nếu mình nói về tu sĩ thì còn lại khó hơn nữa. Và cái bài học hôm nay cho mình cái khái niệm như thế nào để mình thấy được cái điều này, mà mình có cái sự suy nghĩ như thế nào để mình có thể mình tu thiền được. Thỉnh các vị giảng sư còn lại có thể chia sẻ cho cái đề tài này. Dạ, hình như không có thấy thượng tọa Tề Quyền trong lớp học của quý vị, mà chúng tôi nghe thượng tọa Pháp Năng thỉnh thượng tọa Tề Quyền hoặc là ngài đại đức Pháp Tính, mà nhìn đi nhìn lại thì không có thấy thượng tọa Tề Quyền, nên ra chúng tôi không có chờ thượng tọa giơ tay. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Pháp Tăng, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Năng đã nêu lên thì đối với cái đời sống tu tập thì luôn luôn lúc nào cũng cần phải tu thiền. Vì cái sự mà mình tu thiền
Tu thiền có nghĩa là làm cho tâm của chúng ta được tịnh chỉ, hoặc là những người tu thiền quán thì người ta sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã ở trong các pháp hoặc là ở trong thế gian này. Thì phải nói rằng là nếu mà nói một cách chân chánh ra thì đời sống chúng ta phải có thiền, mới trí tuệ mới phát sanh, không thiền là không trí tuệ. Nhưng mà nếu mà nói tu thiền thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, phải nói cái đời sống mà tu thiền nó rối ren lắm. Nó rối ren giữa cái gì? Nó không phải thiền, nó rối ren nha quý vị. Thiền cha ná đó, cái sự tu tập đó, nó đem lại cái sự an lạc cho chúng ta, rất là an vui. Nhưng mà cái người hành thiền đem lại cái sự rối ren. Cái người dạy thiền cũng đem lại cái sự rối ren. Là như thế nào? Là có nghĩa là người này thì giảng như thế này, người kia giảng như thế nọ, rồi người thì nói là đừng có tu thiền, thiền là cái pháp môn nó cao lắm, tu là nó bị tẩu quả nhập ma. Đó thì quý vị biết rằng khi mà được nghe cái câu nói đó phát ra rồi á, chúng tôi nghĩ rằng là có hơn 70% dân số sẽ thực hiện. Tại sao? Tại vì tu thiền mà bị tẩu quả nhập ma vậy là thôi giờ là đi ngủ, phải nhất là người ta chịu liền. Đối với quý vị thấy rằng đối với những cái lời nói đó, nếu mà đem ra thế gian là chúng tôi bảo đảm quý vị kêu làm gì làm, chứ đừng tu thiền nha. Tu thiền là cái pháp đó là để cho những vị tu sĩ, những vị hòa thượng rồi tu này kia đó. Còn mình người phàm rồi này kia mình tu nghĩa là coi như là bị tẩu quả nhập ma. Đó, nếu mà cái câu này mà được phổ biến rộng rãi thì chúng tôi bảo đảm 70-80% dân số đều nghe theo. Tại vì sao? Tại vì đối với chúng sanh phàm phu thì cái chuyện mà kêu đừng tu là người ta rất là mừng, đó chỉ trừ lại còn 20% dân số là những người này là tại sao mà người ta tìm đến người ta tu. Đó, những người này người ta đã từng nếm được cái sự cay, sự mặn, sự nồng, sự khổ, sự hạnh phúc của thế gian. Nói chung là họ nếm đầy đủ. Họ như một cái chén mắm mà được pha rất là nhiều cái vị ở trong đó. Đường, bột ngọt, chanh, tỏi, ớt, đồ đầy đủ trong đó hết rồi. Đời của họ giống như cái chén nước mắm vậy đó. Nước mắm mà được làm rồi đó. Thành ra đó, những người này rất là muốn đời sống tu tập về thiền. Thì chính cái chỗ này nè là chúng tôi mới nói thẳng vào cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Năng đã nêu. Tại sao ở trong cái thế gian này có những người người ta muốn tu thiền? Tại sao vậy? Tại vì phải nói rằng là người ta gặp rất là nhiều cái chuyện mà nó làm cái chuyện mà nó éo le ở trong cái cuộc đời này. Hoặc là người ta nhìn những người ở xung quanh mình, thí dụ như quý vị thấy không, bây giờ mình nhìn ở trong cái lớp học của mình đi, là những người mà lớn tuổi cũng nhiều, rồi đời sống của họ sao? Đời sống của họ nay thì bệnh này, mai thì bệnh kia, mà mỗi lần bệnh thì sao quý vị? Nhìn lại ở xung quanh mình, không có một người nào hết, không có một ai cho một ly nước chanh, hoặc là không có ai cho một ly sữa nóng uống rồi này kia, tự động phải đi làm, đó thì cái cuộc nếu mà cái cuộc đời như vậy đó, còn cái gì nữa mà vui, còn gì nữa mà vui? Thành ra chỉ có cái đời sống tu tập nội tâm là mới cứu được cái người đó ra khỏi cái đau khổ, mới tạm thời an vui ở trong cái đời sống thiền tập đó. Thì đa phần là mọi người mà đến với đời sống tu tập mà thiền á, là thường là do bắt đầu từ trạng thái này đó. Còn lại chỉ số ít thôi, thí dụ như là phải nói rằng là chừng 5% 5% dân số là như thế nào, là những người đó do có cái duyên lành gì ở trong quá khứ đó, thành ra bây giờ cũng hưởng các dục, có nghĩa là đời sống bình thường
cũng đi làm, rồi cũng ăn uống, cũng thể thao, cũng sinh hoạt gì đó, rồi người ta mới tìm hiểu theo ở trong sách báo hoặc là trong cái thời gian này thì internet, thì người ta thấy rằng là ngoài cái chuyện mà mình thể thao, công việc, việc làm, sức khỏe vân vân, thì còn một cái tinh thần nữa, còn một cái đời sống tinh thần, là cái đời sống cao quý nữa, thành ra người ta mới tìm đến cái sự tu tập về thiền đó. Thì đó là chúng tôi nói về cái thế gian, cái đời sống tại gia. Thì đa phần thì không có ai mà thích về cái cuộc sống mà tu thiền đâu, chỉ có những người là nằm ở trong cái khoảng mà 20-30% là dân số, là do những người này là cuộc đời họ nếm đủ rồi, họ nếm đủ cay mặn chua nồng đồ rồi, thành ra đó thì coi như đó là họ sẽ tìm đến cái phương pháp thiền. Còn lại thì một cái số ít là khoảng 5% là do cái phước báo đầy đủ, thành ra sau khi mà người ta nếm được cái đời sống hạnh phúc rồi, người ta tự tìm đến cái đời sống tâm linh, nó để mà tìm cái sự an lạc nó cao hơn nữa đó. Thành ra những người đó thì hướng đến cái sự đời sống tu tập thiền. Còn đối với các vị tu sĩ thì nếu mà mình có duyên lành thì mình vừa học, mình vừa hành thiền, thì cái điều đó thì nghĩ rất là tốt. Còn mà tự nhiên mà mình không có chịu học gì hết, mà mình nói thôi bây giờ tôi chuyển qua cái pháp thiền, chuyển qua cái pháp thiền, thì như vậy thì cũng được, như vậy thì cũng được, nhưng mà sợ thiền không đúng, sợ thiền không đúng, sợ lúc đó mình chỉ thấy là cái chữ thiền thôi, rồi mình thấy xung quanh mình cũng không có ai thiền hết, rồi từ đó nó sẽ sanh lên cái tâm ngã mạn, sanh lên cái tâm ngã mạn, thì càng ngày như vậy thì sẽ xa dần với hội chúng, rồi từ từ nó sẽ lạc vào cái ác pháp. Nó sẽ gây đến nhiều cái sự tổn hại. Thì đây là những cái lời chúng tôi xin được nói qua cái câu của cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Năng đã nêu lên. Và hồi nãy đó thì chúng tôi thấy có một cái câu mà quý vị hỏi cái vấn đề Thì Kheo Ni á. Thật ra đó trong cái thời buổi này là thời buổi này rất là loạn lạc. Thành ra quý vị đọc ở trong kinh điển, nhất là những cái phần mà kết tập Tam Tạng kinh điển đâu đó, nói chung là quý vị tìm hồi nó cũng ra ở trên mạng là quý vị đã thấy được là Tỳ Kheo Ni mất rồi sau khi Đức Phật viên tịnh Niết Bàn, là năm cái lần kết tập Tam Tạng kinh điển hình như là thứ hai đó, là coi như là, nói chung là cái lần kết tập Tam Tạng kinh điển thứ hai thứ ba là coi như là mất rồi, Tỳ Kheo Ni mất rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị đừng có hỏi mấy vị sư nữa, coi như là người chúng chữ, người ta chữ, trời ơi, mình phải quý vị phải khéo cái chỗ này nha, trả lời cái vụ này riết là quý vị biết là bị mệt lắm, bị đi ra ngoài là bị chọi cà chua, bị bắn, quý vị biết là như con voi mà lao vào lằn tên lửa đạn phải hứng chịu lằn tên lửa đạn. Nhưng mà đối với mấy vị sư bây giờ đó, là không phải voi đâu quý vị, nói chung là giống như rất là mong manh dễ vỡ, mong manh dễ vỡ lắm. Thành ra cái điều này á, các vị nên search ở trên Google đó, hoặc là coi ở trong cái chỗ này chỗ kia đó nha, coi chỗ này chỗ kia quý vị rõ hết, và mình biết mình sẽ biết là không có cái chuyện đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó là cái đó nó mạnh lắm quý vị, người ta vừa mạnh về cái đoàn thể mà người ta vừa mạnh về tài sản nữa nha, người ta vừa mạnh về tài sản nữa, rồi chuẩn bị người ta sẽ tóm thâu được được thế giới này nằm ở trong bàn tay rồi. Quý vị thấy rằng sau này á, một thời gian sau này á, bắt đầu cái giới nữ á, ni rồi nó sẽ mạnh lắm nha mọi người. Quý vị ráng hành thiền để mà an trú vào thiền không vô biên xứ đồ hết đi, hoặc là phi viên tưởng xứ đồ hết đi, chứ mai mốt này mạnh lắm á. Dạ, thôi bây giờ thì cũng đã trễ rồi, trễ 3 phút rồi. Xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, thành kính tri ân và chúc quý ngài có một
đêm an lành và một ngày an lành. Chúc quý nữ và quý Phật tử được vô lượng cát tường. Bây giờ thì xin mời chúng lên để bằng hồi hướng, sau đó đóng đùng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng và cảm ơn Trạng Đông Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, tầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chi văn ta ha ra ni tu ca ma do nhang phu cha